lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 341, lần đầu tiên cô cảm thấy buồn như vậy. Một tiếng mẹ đó khiến cả quý bà và Louis bị sốc. Cả thế giới dường như đã đóng băng vào lúc đó, hai mắt Tô Yên càng ngày càng đỏ, chóp mũi cũng càng lúc càng xót xa. Người phụ nữ trước mặt giống hệt như người mẹ trong trí nhớ của cô ngoại trừ dấu vết của thời gian. Người phụ nữ cao quý kinh ngạc rơi cả đồ đang cầm trên tay xuống đất, không thể tin được hỏi con là. Tiểu Yên. Mười mấy năm rồi, Tô Yên đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ, diện mạo cũng đã có sự thay đổi lớn, nhất thời quý bà đó cũng không dám xác nhận. Đúng, là con là Tô Yên. Tô Yên bước xuống bậc thềm, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Cô không dám tin người mẹ ruột đã qua đời hơn 10 năm, lại còn sống sờ sờ và đang đứng ngay trước mặt cô. Hai tay Tô Yên run lên, cô muốn chạm vào quý bà đó, nhưng lại là sợ là ảo giác mà thôi. Ngôi mộ của mẹ rõ ràng là ở nghĩa trang đế đô có Tần Chấn Lâm canh giữ nó, na đó cô ấy đã tận mặt nhìn thấy mẹ mình nhắm mắt qua đời cơ mà. Tiểu Yên, con gái của mẹ, người phụ nữ cao quý đó khuôn mặt cũng đầy nước mắt, khích động ôm Tô Yên vào lòng, Tiểu Yên, là mẹ đây. Con gái ngoan của mẹ, Tiểu Yên à. Mẹ, Tô Yên cũng ôm người phụ nữ cao quý đó, hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Sau khi tâm trạng của hai người đã ổn định, trong phòng ngủ, Tô Yên nhìn người phụ nữ cao quý ở trước mặt, vẫn không thể nào tin được mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, tại sao? Tại sao mẹ lại còn sống? Cái tình huống cầu huyết này, chỉ có thể thấy trong phim, không ngờ nó lại được diễn ngay trong hiện thực. À không, ngay cả phim cũng không dám làm như thế này. Mẹ giả chết hơn 10 năm, nhưng mẹ vẫn chưa một lần quay trở lại đế đô để thăm cô. Điều này cho dù Tô Yên có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Cô là con gái duy nhất của bà, đến con gái nuôi mà mẹ còn hết mực yêu thương như vậy, tại sao bà lại máu lạnh với con gái ruột của mình đến thế? Người mẹ trong trí nhớ của cô không phải như thế này. Đôi mắt của Lệ Uyển lộ ra vẻ dịu dàng và lãnh đạm chỉ có thể nhìn thấy của những người đã trải qua mưa gió, Tiểu Yên, năm đó mẹ cũng là vì cứ tưởng rằng mình đã chết chắc rồi, chú thượng quan của con, ông ấy đã cứu mẹ, lúc mẹ tỉnh lại thì đã đến thị trấn nhỏ này rồi. Thượng quan Ân sao? Con biết à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con có nghe đồng chí Tần nhắc đến, Tô Yên nói, nhưng đồng chí Tần nói, Hải Vân, Thượng quan Ân. Bọn họ đều đã chết rồi. Một người sống lại thì cũng không sao, nhưng tất cả đều sống lại hết thì thật giống như là một trò đùa, không thể tin được. Lệ Uyển lo ngại, đồng chí Tần. Tần Chấn Lâm, Tô Yên nói thẳng, mẹ, con là con gái của Tần Chấn Lâm phải không? Lệ Uyển sửng sốt, con cũng đã biết rồi à? Con đã biết rồi, nhưng con cũng không hiểu rõ lắm. Tô Yên có quá nhiều điều nghi hoặc mẹ có thể nói hoàn chỉnh cho con biết được không? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tại sao mẹ lại không quay lại tìm con? Ánh mắt của Lệ Uyển nhìn Tô Yên tràn đầy sự áy náy và tự trách mình, thân là một người mẹ, bà ấy đã nợ Tô Yên rất nhiều. Lệ Uyển cúi đầu, một hồi lâu sau, bà ấy chậm chậm nói, chuyện phải bắt đầu từ ngày mẹ được nhà họ Lệ nhận nuôi. Đó thực sự là một câu chuyện dài. Lệ Uyển và Hải Vân lần lượt được nhà họ Lệ nhận nuôi. Sau đó bọn họ mới quen biết Thương Quan Ân và Tần Chấn Lâm là những đứa trẻ mồ côi, bọn họ có thể xem là cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mã. Hải Vân thầm thích Thương Quan Ân, còn Lệ Uyển và Tần Chấn Lâm lại yêu nhau, nhưng bọn họ không bao giờ nói ra. Thương Quan Ân lại yêu Lệ Uyển. Chuyện tình cảm của những người này rất phức tạp. Lệ Uyển chia tay với Tần Chấn Lâm, thì lại bị Lệ Quốc Minh cho uống thuốc phá thai, mạng lớn, nên mới giữ được đứa trẻ, bà ấy thay tên đổi họ đến Đế Đô. Và gặp Tô Đình Nghiêm. Lệ Uyển nghĩ rằng bà ấy đã có thể bình an sống đến hết đời, mãi cho đến khi bà ấy nhận được một lá thư từ Hải Vân, đây là lần đầu tiên bà ấy rời khỏi Đế Đô sau khi đến Đế Đô. Sau khi Hải Vân chết, đã giao Tô Duy cho Lệ Uyển, rồi không lâu sau đó, cơ thể của Lệ Uyển cũng không ổn. Thương Quan Ân đã tìm được bà ấy, bác sĩ lúc đó đã chẩn đoán sai, Lệ Uyển vẫn chưa chết, Thương Quan Ân giấu giếm, mang Lệ Uyển đi, và một lần nữa, hai người đã mai danh ẩn tích sống ở thị trấn nhỏ này. Khách sạn nơi Tô Yên là do Lệ Uyển và Thương Quan Ân mở, hiện Louis đang quản lý nó. Thương Quan Ân không chết. Sau khi Hải Vân qua đời, ông ta đã cho người tung tin giả, cộng với cảm giác tồn tại của ông ta cũng khá mờ nhạt, nếu thời gian lâu dài, những người khác cũng thật sự nghĩ rằng ông ta đã chết rồi. Sau khi Tô Yên nghe xong,
vẫn nói lại câu đó, tại sao mẹ lại không quay lại tìm con? Đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao mẹ lại không quay lại thăm con gái của mình? Đây là điều Tô Yên quan tâm nhất. Lệ Uyển yên lặng, bởi vì bất kỳ cái cớ nào cũng không thể thành được. Tô Yên cứ nhìn chằm chằm bà ấy như vậy, nhất định muốn có được một câu trả lời. Sự bướng bỉnh trong mắt cô, Lệ Uyển đã quá quen thuộc với nó rồi, khi bà ấy còn trẻ, bà ấy cũng giống như Tô Yên. Tiểu Yên, là mẹ có lỗi với con. Mẹ nghĩ rằng con đã hiểu chuyện rồi, hơn nữa Tô Đình Nghiêm cũng đã hứa với mẹ rằng ông ta sẽ chăm sóc tốt cho con. Mẹ muốn sống vì mình một lần, mẹ nghĩ. Lệ Uyển nói đến đây, bà ấy đã không thể tiếp tục nói được nữa, rồi hỏi, những năm qua con sống có tốt không? Tô Yên hiểu rằng cô không phải là tất cả đối với mẹ, cô không thể là hòn đá cản đường trong cuộc đời của mẹ. Vào thời khắc đó, Tô Yên chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đáng buồn đến như vậy. Mẹ cô vẫn còn sống trên cõi đời này, nhưng bà lại nhẫn tâm suốt 18 năm không quay về nhìn cô lấy một lần. Tô Yên rũ mắt xuống, khóe miệng giật giật, cô không nói với mẹ cô những năm đó cô sống chẳng vui vẻ gì, cô chỉ cố gắng nặng ra một nụ cười, rồi nói con đã kết hôn rồi, chồng con yêu con còn có 4 đứa nhóc. Bọn nhỏ cũng rất dễ thương, mẹ vợ cũng xem con như con gái ruột. Bà ấy đang chuẩn bị lễ cưới cho tụi con, ngày 6 tháng 6, tụi con sẽ tổ chức hôn lễ bù. Khi Tô Yên nói đến cuối, cô rất muốn hỏi một câu, mẹ có đến không? Lời đã lên tới cổ họng, nhưng cô vẫn nuốt xuống. Cô không mời, chỉ đứng dậy nói, đồng chí Tần biết mẹ đã mất, ông ấy bỏ mặc địa sát, ngày nào cũng canh giữ bia mộ cho mẹ, hòm gỗ lim mẹ để lại, những món đồ trong đó con cũng đã đưa cho đồng chí Tần rồi. Tần Chấn Lâm ông ấy. Lệ Uyển kinh ngạc không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, mẹ cứ tưởng là ông ấy. Lệ Uyển luôn nghĩ rằng Tần Chấn Lâm đã yêu người khác rồi. Vẻ mặt Tô Yên lạnh nhạt, đẩy cửa ra nói, con đi đây. Tiểu Yên, Lệ Uyển vội vàng đứng dậy gọi to một tiếng, bà ấy biết Tô Yên đang oán trách mình, Tiểu Yên, con có thể tha thứ cho mẹ không? Tô Yên đang quay lưng lại với Lệ Uyển, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong ấn tượng của con. Mẹ là người dịu dàng và rất yêu thương con. Bỏ lại những lời đó, Tô Yên bước ra ngoài. Louis đứng ở cửa nghe được cuộc nói chuyện của hai người, đến khi Tô Yên bước ra, cô ấy bối rối nhìn Lệ Uyển, mẹ nuôi, sao mẹ không giữ cô ấy lại? Tính tình của con bé giống mẹ, hiện tại trong lòng con bé lại đang oán trách mẹ. Lệ Uyển thở dài nói, mẹ đã nợ con bé quá nhiều. Tô Yên đi trên phố, đường phố ở đây hoang vắng hơn đế đô rất nhiều. Trời thì tối như mực, không có đèn đường. Tô Yên đắm chìm trong sự thật rằng mẹ cô vẫn chưa chết. Quả thật là cô có trách móc. Mẹ cô đối xử với Louis tốt như vậy, dịu dàng ân cần đến thế, nhưng lại nhẫn tâm 18 năm không quay về thăm cô. Ban nãy cô rất muốn hỏi tại sao năm đó bà ấy không dẫn cô đi cùng. Tô Yên cứ thế đi về phía trước mà không có đích đến như thế, đi được một đoạn, cô mới nhận ra mình hoàn toàn không biết đường. Lần này thật là quá cẩu thả rồi. Cô còn cho rằng đây là đế đô, nơi có an ninh rất tốt, cô đã hoàn toàn quên mất thị trấn nhỏ này hỗn loạn như thế nào. Tô Yên đang định quay người đi về thì lúc này, có một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô, ôm chặt lấy vai cô. Chương 342, Lục Cận Phong quá giỏi dỗ dành người khác. Tô Yên run cầm cập, muốn khóc không ra nước mắt, suýt nữa quỳ xuống hét lên với người phía sau, đại ca, đừng giết tôi. Thực sự là càng sợ cái gì thì sẽ càng tới cái đó. Tô Yên dũng cảm quay đầu lại, vào khoảnh khắc cô quay đầu lại, cô hơi híp mắt, không dám mở to ra, cô cũng không nhìn thấy hoàn toàn là ai đang ôm vai mình. Mãi cho đến khi trên đầu cô vang lên một giọng nói trầm ấm và quen thuộc. Yên Yên! Nghe vậy, Tô Yên liền ngẩng đầu lên ngay, vào thời điểm cô nhìn thấy Lục Cận Phong, cô kích động đến mức suýt bật khóc. Yên Yên, em có sao không? Vệ Long và Vệ Hải nói rằng khách sạn bị cháy và mất liên lạc với em. Em có biết là anh lo lắng đến mức nào không? Lục Cận Phong ôm Tô Yên vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve đầu Tô Yên. Thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sau khi biết Tô Yên mất tích, Lục Cận Phong lập tức quay lại tìm người, anh đã tìm hơn một tiếng đồng hồ rồi, trong một giờ này, mỗi phút mỗi giây đều là một cực hình. Chồng! Tô Yên ôm lấy Lục Cận Phong rồi đột nhiên bật khóc to. Trong đời cô chưa bao giờ mặc sức khóc như vậy. Tiếng khóc này làm cho Lục Cận Phong sợ tới mức ngẩn người ra, không biết phải làm sao, vợ à, làm sao vậy?
có phải là đã bị thương ở chỗ nào rồi không? Tô Yên lắc đầu, khóc rất lớn, cũng không nói gì, giây phút đó đó Lục Cận Phong đã trở thành tất cả của cô. Kể từ khi mẹ cô mất năm đó, cô đã học cách nuốt nước mắt ngực vào trong khóe mắt, nước mắt sẽ chỉ khiến người khác cười nhạo mà thôi. Sau khi gặp Lục Cận Phong chiều chuộng cô, khiến cô quay trở lại như một đứa trẻ, người có thể vô lo vô nghĩ tươi cười, mặc sức mà khóc. Đường phố gió lạnh thổi vù vù. Lục Cận Phong đưa Tô Yên quay về xe trước, đưa khăn giấy cho cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, vợ à, có phải là vừa rồi anh đã làm em sợ không? Tô Yên vẫn lắc đầu, nức nở nói, em đã gặp mẹ của em rồi. Lục Cận Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ là vì chuyện này, anh sửng sốt một chút, rồi an ủi cô, có thể là bởi vì gần đây sắp đến Tết Thanh Minh, mẹ vợ nhớ em cũng quá nhớ mẹ, cho nên mới bị ảo giác, khi quay về anh sẽ đốt tiền một chút giấy tiền cho mẹ vợ. Đương nhiên, Lục Cận Phong không biết chuyện mẹ vợ mình thực sự vẫn còn sống. Nghe xong thấy những lời an ủi này, Tô Yên đột nhiên nín khóc, lặp lại một lần nữa, em đã nhìn thấy mẹ của mình rồi. Lục Cận Phong gật đầu, ban nãy em đã nói rồi. Tô Yên lại nói, không phải ma, mà là người sống. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Yên do dự vài giây, trong bầu không khí nghiêm túc này, anh ngập ngừng dò hỏi, là thây ma hả? Không phải là thây ma, mà là giả chết. Vẻ mặt Lục Cận Phong sững lại vài giây, sau đó anh nói, Yên Yên, cha vợ và mẹ vợ thật hợp nhau, đến gì chết còn giả chết cùng nhau. Sau khi trừng mắt nhìn Lục Cận Phong, Tô Yên quay đầu đi ra ngoài cửa sổ, tức giận vô cùng, rồi cô quay lại, dùng tay đánh Lục Cận Phong vài cái, dĩ nhiên là sức lực chỉ giống như là đang gãi ngứa mà thôi. Lục Cận Phong, em đã khóc đến mức mắt sưng lên rồi. Anh còn nói những lời như vậy nữa. Lục Cận Phong cười cười, đặt tay Tô Yên vào trong lòng bàn tay của mình, Yên Yên ngốc, chồng chỉ chọc em thôi, mẹ vợ vẫn chưa chết, nhưng em lạc thất thần đứng khóc lóc giữa đường như thế này, để anh đoán trước đã nhé, có phải em đang giận vì suốt những năm qua mẹ vợ không hề đến thăm em, đúng không? Tô Yên kinh ngạc thốt lên, làm sao anh biết, chẳng lẽ anh thật sự biết thuật đọc trái tim người ta à? Lục Cận Phong cười cười, chỉ ngón trỏ vào vị trí trái tim của Tô Yên, trái tim người khác anh không hiểu. Nhưng tâm tư của vợ anh thì nhất định phải biết rõ rồi. Đây là khóa học bắt buộc đối với đàn ông đã có gia đình. Nụ cười của Lục Cận Phong giống như một làn gió xuân lặng lẽ, tâm trạng của Tô Yên đã tốt lên rất nhiều, những suy nghĩ phiến diện và cố chấp vừa rồi cũng nhạt đi rất nhiều. Tô Yên cụp mắt xuống và mặc nhận, ban nãy khi nhìn thấy mẹ, em đã bị sốc đến mức không thể nào tin nổi. Em vừa vui sướng như điên, vừa rất buồn. Louis chỉ là đứa con gái được mẹ nhận nuôi mà thôi, mà bà ấy còn yêu chiều, dịu dàng với Louis như vậy, nhưng 18 năm qua, bà ấy đã có vô số cơ hội để trở lại đế đô thăm em, nhưng bà ấy không hề quay lại thăm em lấy một lần nào. Nói xong, tâm trạng Tô Yên lại không ổn, cô nhìn Lục Cận Phong, chỉ là em nghĩ không hiểu, em cũng đã là mẹ rồi, nhưng em vẫn không thể hiểu được cách làm của bà ấy, chồng à, có phải là anh cũng thấy em đang để tâm vào chuyện vụn vặt hay không? Lục Cận Phong đau lòng thở dài một tiếng, ôm Tô Yên vào lòng, để đầu Tô Yên tựa vào lồng ngực của mình. Cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, chúng ta đóng vai trò gì, vợ, chồng, mẹ, cha, thì ở trước mặt mẹ, chúng ta vẫn luôn là một đứa trẻ. Đã là trẻ con, chúng ta sẽ khao khát tình yêu thương của cha mẹ. Lục Cận Phong an ủi, không có ai có lỗi với ai cả. Ngôn tình ngược, Tô Yên nhướng mắt, áp cằm vào ngực Lục Cận Phong, nhìn anh một hồi. Trái tim chợt rung động, đôi môi tiến lại gần hôn cằm anh một cái. Hai tay Tô Yên đặt trên vai của anh, Lục Cận Phong cũng phối hợp, chậm rãi ngả về phía sau. Tô Yên đẩy Lục Cận Phong dựa vào ghế xe, bởi vì không gian trong xe chật hẹp, cô chỉ đơn giản ngồi lên trên đùi Lục Cận Phong. Yên Yên, nhẹ thôi, chân, đau quá. Xin lỗi, Tô Yên vội vàng ngồi ở bên chân kia, cô vỗ nhẹ vào chân bị thương của Lục Cận Phong, không phải anh nói là đang hồi phục tốt sao? Ban nãy lại chạm vào miệng vết thương, hình như lại nghiêm trọng rồi. Thường thì nếu là cơn đau mà Lục Cận Phong có thể chịu đựng được thì anh nhất định sẽ chịu đựng, một cơ hội tốt để ăn thịt như ban nãy, với tính cách của Lục Cận Phong thì làm sao có thể bỏ lỡ cho được. Tô Yên bật đèn trong xe lên, chỉ thấy trên vết thương trên đùi của Lục Cận Phong lại chảy máu, cho dù anh đang mặc quần sẫm màu, vết máu cũng lộ ra rất rõ. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Anh đúng là đồ ngốc, cũng không biết xử lý nữa. Lâu như vậy mà cũng không lên tiếng. Tô Yên vừa tức giận vừa đau lòng.
không có gì to tát đâu, vết thương ngoài da mà thôi. Lục Cận Phong cười nhẹ, nhân tiện, Lâu Doanh và Vạn Nhất đã quay trở lại rồi, bọn họ đang nghỉ ngơi trong khách sạn. Sau khi cứu Lâu Doanh và Vạn Nhất, Lục Cận Phong vì vội vàng đi tìm Tô Yên nên không có thời gian xử lý vết thương. Vào lúc cứu Lâu Doanh và Vạn Nhất, vết thương ở chân anh lại bị rách ra. Đến bệnh viện trước đi, Tô Yên xuống xe, ngồi vào ghế lái, anh chỉ đường đi, em không biết đường. Lục Cận Phong đã rất quen thuộc với thị trấn nhỏ này rồi. Chỉ trong vòng 20 phút, bọn họ đã đến một bệnh viện trong thị trấn, bác sĩ giúp Lục Cận Phong khâu vết thương lại, Tô Yên nhìn mà cũng cảm thấy đau theo. Tô Yên nhìn vết thương nói, như thế này thì đến khi chúng ta kết hôn, chắc là chân của anh cũng không lành lại kịp. Lục Cận Phong. Vợ à, sao giọng điệu của em hình nghe có chút vui vẻ đấy? Là do anh bị ảo giác sao? Tô Yên bị cô nhìn thấu tâm tư, lúng túng ho khan một tiếng, làm sao lại có thể, chữ ý của em là, màn sexy đen nợ Lâu Doanh có phải là đã có thể quyệt rồi không? Dù sao thì anh cũng vì cứu hai người bọn họ mà vết thương cũ mới tái phát. Lục Cận Phong vươn tay ra hiệu Tô Yên đỡ đứng dậy. Tô Yên hiểu ý, liền lập tức vươn tay ra đỡ lấy, liếc nhìn Lục Cận Phong một cái, học phong thái của ông lớn cũng giống quá nhỉ, đã học được cách sai bảo em rồi. Lục Cận Phong cong môi, giả bộ yếu ớt, tựa đầu vào vai Tô Yên, vợ à, anh mất quá nhiều máu, có chút chóng mặt rồi. Giả vờ trông không giống chút nào, Tô Yên vừa lật tẩy vừa đỡ Lục Cận Phong ra ngoài, tại sao khi nghe tin mẹ em chưa chết, phản ứng của anh lại bình tĩnh như vậy? Nếu đổi lại là một người bình thường, thì không phải là nên rất kinh ngạc sao? Thậm chí còn có thể nghĩ rằng cô đang nói lung tung. Tuy nhiên, Lục Cận Phong vẫn rất bình thản đón nhận và bình thản tin vào điều đó. Rất kỳ lạ à, Lục Cận Phong hỏi ngược lại, đây không phải là phong cách quen thuộc của cha mẹ em sao? Tô Yên khẽ hứ một tiếng, đừng làm ra vẻ như anh rất thân với bọn họ. Em đã hoàn toàn được thừa hưởng gen tốt của cha mẹ. Anh còn cần quen biết họ sao? Chỉ cần biết em là đủ rồi. Tô Yên tức giận nói, Lục Cận Phong, anh nói lại thử xem. Vòng vo để nói móc cô à. Lục Cận Phong nhanh chóng chuyển chủ đề, Yên Yên, có một tin tốt cho em, đã bắt được Lệ Quốc Minh rồi. Chương 343, thật ra Vạn Nhất cũng không tệ đến mức đó. Lệ Quốc Minh bị bắt rồi, đây quả thật là một tin tốt. Vậy còn Tiểu Duy, Tô Yên sốt ruột hỏi, tìm thấy Tiểu Duy chưa? Lục Cận Phong thoáng nghi ngờ rồi lắc đầu, Tô Duy không đi cùng Lệ Quốc Minh, hôm nay lúc cậu ấy đi cứu Lâu Doanh cùng Vạn Nhất thì trùng hợp gặp Lệ Quốc Minh, hiện giờ Hạ Vũ và Hạ Huy đã đưa người đến quản lý chi nhánh của ám dạ, Lâu Doanh cũng báo với Lãnh Phùng rồi, để bọn họ tới đón người. Ý anh là Lâu Doanh gọi điện kêu Lãnh Phùng tới đón người. Tô Yên hơi bất ngờ, trước nay Lâu Doanh làm việc luôn dứt khoát, thực ra trong lòng Lâu Doanh, Lệ Quốc Minh còn chẳng bằng 1/3 Bạch Phi Minh, đây mới chính là lý do cô ấy đưa ra lựa chọn quyết đoán như vậy. Tô Yên và Lục Cận Phong trở về khách sạn. Khách sạn đã trở lại trạng thái kinh doanh bình thường, trận hỏa hoạn tối nay đã gây ra không ít hoảng loạn. Tô Yên nói cho Lục Cận Phong biết chuyện cô nhìn thấy Lemon, lúc này Lục Cận Phong chỉ cười lạnh lùng nói, trên đời này luôn có những người không biết sợ chết. Dám động vào vợ anh, đây không phải tìm đường chết thì là gì? Mục đích của Lemon là gì, có dùng ngón chân cái để nghĩ Lục Cận Phong cũng nghĩ ra được. Buổi tối hôm đó, Lục Cận Phong mượn cớ ra ngoài rồi tự tay tiêu diệt Lemon. Lần này là tiêu diệt thật. Anh thẳng tay tuyệt tự ông ta. Lục Cận Phong kêu người bỏ vật bị phế đi của Lemon vào trong một cái bình, rồi sau đó đưa Lemon đang bất tỉnh nhân sự cùng với của quý của ông ta về với Nika. Đêm hôm khuya khoát, Nika nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người giúp việc bèn vội vàng từ phòng ngủ chạy ra. Lemon cả người toàn máu me đang nằm yên trước cửa, ông ta thấy vậy thì sợ tới nỗi suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Nika vén quần đứa con trai cả của mình lên nhìn, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch, loạng choạng lùi lại đằng sau vài bước mới có thể đứng vững. Lúc trước không bắt được Tô Yên, giờ con trai mình lại bị người ta cắt mất của quý, Nika lập tức có thể đoán ra kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai. Ác, quả thực rất ác. Đúng là giết gà dọa khỉ. Vậy Nika định đối mặt với sự trả thù của Lục Cận Phong thế nào đây? Đặc biệt là chỉ có thể đánh gãy răng rồi nuốt vào trong bụng thôi. Ai bảo ông ta dây dưa với vợ người khác? Con trai thứ và con trai út của Nika nghe thấy tiếng động bèn từ trong phòng chạy ra, thấy bộ dạng anh trai mình như vậy thì cũng kinh hoàng tột độ. Cha, chắc chắn chuyện này là do Lục Cận Phong làm,
chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta được. Đúng vậy, ra tay thế này thì ác quá rồi. Làm gì có ai không nể mặt gia tộc chúng ta vài phần, Lục Cận Phong rõ ràng là không coi cha ra gì. Đều câm miệng hết cho tao. Nika quát một tiếng chói tai, chuyện tối nay, cấm kẻ nào được phép bép xép ra bên ngoài. Nếu chuyện ông ta ngấp nghé vợ người khác bị truyền ra ngoài, đến nỗi đứa con trai cả phải chịu sự trừng phạt này thì e rằng ông ta sẽ nhục nhã không ngóc đầu lên nổi mất. Cha! Hai đứa con trai không cam tâm. Cha, Lục Cận Phong đã cứu người phụ nữ đó và vạn nhất ra ngoài rồi, e là chuyện sẽ rắc rối hơn. Nika vừa nghĩ tới chuyện này đã cảm thấy đau đầu, ai bảo Lưu Sương Hòa bắt người của ám dạ, các con mau chuẩn bị quà, ngày mai cha sẽ tự mình tới thăm hỏi, chuyện này, chúng ta cứ coi như không hề hay biết, giả vờ như đó là ý của một mình Lưu Sương Hòa, nghe rõ chưa? Vậy còn chuyện của anh cả, cha định không tính toán gì sao? Thù này nhất định sẽ có ngày báo. Cuối cùng Nika liếc nhìn đứa con trai cả của mình rồi nói, người muốn làm việc lớn thì nhất định phải biết nhẫn nhịn. Lục Cận Phong làm ra chuyện hủy hoại đời trai Lemon, Tô Yên cũng không hỏi đến, cô biết chuyện Lemon bị như vậy âu cũng là chuyện sớm muộn. Tô Yên đi tới phòng Lâu Doanh, lúc này Lâu Doanh đang ngồi ở ghế sofa, trên mặt cô ấy có vết thương, toàn thân đều có vết máu, cô đang tự mình bôi thuốc. Vết thương đằng sau lưng không với tới để bôi thuốc lên được, Tô Yên thấy thế bèn đi tới, để trị. Chị, Lâu Doanh đưa lọ thuốc cho Tô Yên, nhẹ một chút, em sợ đau. Em không sợ trời không sợ đất, lại sợ đau à? Miệng Tô Yên thì nói vậy nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Lần này Lâu Doanh bị thương khá nhiều trên da, máu ứ động lại thành từng mảng một, nhìn thấy mà đau lòng. Lâu Doanh nằm trên sofa, để kệ Tô Yên bôi thuốc giúp mình. Chị, sao mắt chị đỏ thế? Bụi bay vào mắt cho nên mới bị đỏ. Tô Yên hỏi, khi nào thì đội trưởng lãnh tới? Cục chỗ bọn họ làm việc cần phải trải qua trình tự, tốn thời gian lắm, chắc sớm nhất cũng phải chiều mai mới đi. Lâu Doanh nói, chị, ngày mai em đi cùng Lãnh Phùng, tới lúc đó ngộ nhỡ em xảy ra chuyện thì chị nhất định phải tìm giúp em một luật sư giỏi, để em bớt vài năm ngồi tù nhé. Tô Yên khoát tay, nhân lúc em còn chưa vào trong đó thì mau đưa phí thuê luật sư cho chị đi. Lâu Doanh mở to hai mắt. Chị có phải chị ruột em không đấy? Chắc không phải đâu. Đến anh em ruột thì còn tính toán với nhau rạch ròi, nếu chúng ta không phải chị em ruột thì đừng có sòng phẳng với nhau vậy đi. Lâu Doanh bày ta dáng vẻ của kẻ nô lệ đồng tiền, đồng thời đẩy tay Tô Yên ra, lẩm bẩm, lúc trước chị mượn tiền của em, còn chưa chịu trả lần nào đâu đấy. Tô Yên dùng ngón tay cái búng vào đầu Lâu Doanh, dạo này chỉ số IQ phát triển quá ha, biết chơi chữ cờ đấy, còn tiền thì không có đâu. Em chỉ còn lại một người thân là chị đây thôi, tiền tiết kiệm của em không đưa cho chị thì còn đưa cho ai? Chị giàu như vậy còn có ý tốt nhớ đến em sao? Lâu Doanh lắc đầu nguầy nguậy y hệt cái trống lắc, không đưa. Nhìn cái dáng vẻ mê tiền của em kìa, yêu tiền như vậy, chị không tin em sẽ thật sự vào trong đó ngồi chờ mấy năm đâu. Tô Yên bôi chỗ thuốc vào vết thương cuối cùng rồi nói, đừng có nghĩ linh tinh nữa, cái em mắc phải mà là tội sao? Đừng có tự mình dọa mình. Chị đảm bảo sẽ không để em phải ngồi tù. Chị thật là tốt, nào, lại đây hôn một cái. Lâu Doanh dứt lời bèn ôm lấy cổ Tô Yên hôn chụt một cái vào má cô, này là nụ hôn đầu của em đó. Tô Yên vui vẻ, buột miệng nói, chị thèm vào mà tin lời đồ quỷ như em hôn vạn nhất rồi, đó mới là nụ hôn đầu nhé. Vừa dứt lời, không khí trong phòng trở nên im ắng đến lạ. Lâu Doanh hốt hoảng tới mức suýt chút nữa nhảy xuống ghế sofa, được lắm, em phải đi tìm con gà luộc đó tính sổ. Lâu Doanh. Tô Yên vội vàng ngăn cô ấy lại, vạn nhất đã thành ra như vậy rồi, nghe nói hơn nửa số vết thương trên người anh ta là do em mà ra, em mà còn đánh nữa thì coi chừng làm anh ta tàn phế đó, cẩn thận tới lúc phải nuôi báo cô anh ta cả đời. Chị đừng có mơ. Lâu Doanh khoanh chân ngồi xuống, đó là do tự anh ta chuốc lấy, ai bảo anh ta mạnh miệng. Hả, mạnh miệng, Tô Yên nghe ra ý gì đó khang khác trong lời nói của Lâu Doanh à, có phải em với vạn nhất? Không có, anh ta không phải gu của em, trừ phi anh ta tăng thêm khoảng hơn 20 cân nữa, có cơ bắp cuồn cuộn thì may ra em còn cân nhắc. Cân nhắc, Tô Yên buồn cười, Lâu Doanh, đây là bước tiến lớn đấy, tiếp tục cố gắng nha. Không đúng, chị, nãy em nói sai rồi, có thể coi như em chưa nói gì được không? Lâu Doanh bày ra vẻ mặt khổ sở, cứ nhìn thấy anh ta một lần là em lại bớt một ngày được sống, suốt ngày khiến em tức chết,
đến giảm tuổi thọ mất, em còn nghi ngờ anh ta đang bày mưu muốn chủ chết em ấy chứ. Tô Yên giơ ngón tay cái lên, suy nghĩ thay đổi cũng nhanh đấy. Lâu Doanh không nói thêm gì, càng tô lại càng đen. Chị, thật ra thì, vạn nhất này ngoại trừ độc mồm độc miệng ra, ngoại hình thì ẻo lả, bụng dạ hẹp hòi, còn những thứ khác lại khá ổn. Cái gì của anh ta em cũng đều chê đủ rồi, còn chừa lại gì đâu. Anh ta, Lâu Doanh nghĩ một lát, cuối cùng cũng nghĩ ra được một điểm tốt của vạn nhất, đối kháng, kỹ năng phòng thủ hoàn hảo, lúc bọn người Lưu Sương hòa vây đánh em, vạn nhất cũng khá đàn ông, còn biết bảo vệ em. Lúc đó Lâu Doanh khá bực bội trong người, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, lúc đám Lưu Sương hảo vây quanh định tẩn cô, vạn nhất nhìn thì giống như đang trốn sau lưng cô. Kỳ thực anh ta đã che chắn cho cô rất nhiều khỏi những đòn tấn công. Thật ra, vạn nhất cũng đâu có tệ. Chương 344, tai họa lớn nhất trong cuộc đời Tô Yên. Tô Yên nhìn thấy khắp người Lâu Doanh đều là vết thương thì không khỏi thương xót cô ấy. Cô nói bằng giọng chân thành, Lâu Doanh, sau khi chuyện này kết thúc, em cùng chị về đế đô sinh sống, chị sẽ chăm lo cho em. Chị, đây là do chị nói đó nha, nói được phải giữ được lời nhé. Chị hứa. Tô Yên kéo áo Lâu Doanh xuống rồi nói tiếp, nghỉ ngơi sớm đi, chuyện của Phi Minh sẽ nhanh chóng được giải quyết, em không cần lo lắng. Trời sắp sáng rồi, cả đêm qua cơ thể bị dày vò, hẳn là rất mệt. Tô Yên rời khỏi phòng Lâu Doanh, vừa hay trông thấy Lục Cận Phong từ bên ngoài đi vào. Anh ra ngoài làm gì mà lâu như vậy mới về? Anh đi tập thể dục một chút ấy mà. Lục Cận Phong tiện tay ôm lấy bờ eo của Tô Yên, Yên Yên, mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Hôm sau, đến bây giờ Tô Yên mới biết cái gọi là tập thể dục một chút kia của Lục Cận Phong có ý gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Nika đem theo rất nhiều quà biếu sang trọng đắt tiền tới ngỏ ý xin lỗi cô. Cả con trai thứ và con trai út của ông ta cũng đi cùng. Lúc đó Tô Yên vẫn còn ở trong phòng ngủ, còn Lục Cận Phong thì tiếp đám người Nika ngoài phòng khách. Nika đến vì chuyện của vạn nhất. Tô Yên đứng đằng sau cửa, cô nhìn trộm qua kẽ hở của cánh cửa phòng ngủ. Chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm, đàn em của tôi không hiểu chuyện, dùng lời của người nội địa như các anh nói thì chính là khua sóng lớn vào cung Long Vương, làm hại người trong nhà, Lưu Sương Hòa tự ý bắt cậu vạn, này cũng là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Nika nói rất trôi chảy, nghe có vẻ rất có trách nhiệm, sáng sớm nay tôi biết chuyện, cũng cảm thấy vô cùng tức giận, cho nên trời vừa sáng đã lập tức tới thăm hỏi cậu vạn, tôi có ý này, về phí nằm viện, điều trị lẫn tổn thất của cậu ấy. Nika tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ mong chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và anh Lục, đến sự hợp tác giữa hai nhà chúng ta. Lục Cận Phong tỏ ra lạnh lùng, không giận mà uy, ông Nika đây cho rằng ám dạ chúng tôi nghèo rách tới mức không trả nổi viện phí, cần tài trợ từ phía ông sao? Anh bạn nhỏ, không phải như anh nghĩ đâu, tôi tuyệt đối không có ý như vậy. Nika xua tay, người Lưu Sương Hạo bắt là người phụ nữ kia. Tuyệt đối không hề có ý muốn trở thành kẻ thù của ám giả. Lục Cận Phong nặng nề đặt chén trà trong tay xuống bàn, giọng điệu lạnh như băng, anh nói một câu, người phụ nữ mà ông Nika vừa nhắc tới đó, chính là em vợ tôi. Nika, ông ta làm sao biết được? Trước khi tới tận nhà xin lỗi, ông ta không có điều tra kỹ quan hệ giữa những người này. Rõ ràng giọng điệu của Lục Cận Phong nghe thì thấy rất lãnh đạm, thản nhiên nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức đến ngạt thở. Đó chính là cái gọi là khí chất. Một cử chỉ, một ánh mắt thôi cũng đủ làm người khác kinh hãi. Bấy giờ trong mắt Lục Cận Phong, Nika chẳng khác nào một tên tội đồ đáng chết. Tội thứ nhất, là việc dung túng Lưu Sương Hạo ra tay với Lâu Doanh và vạn nhất. Tội thứ hai chính là, dám có suy nghĩ không chính đáng với Tô Yên. Động tới anh em, mơ tưởng tới vợ của anh lại có thể bỏ qua ư. Nika cảm thấy tay mình hơi run run. Trước sự áp bức của Lục Cận Phong, ông ta thấy từng giây từng phút mình có mặt tại nơi này giống như đang trải qua một loại hình phạt tàn khốc thời Trung Cổ. Con trai út của Nika không thể chịu đựng được nữa, cậu ta thẳng tay chỉ vào Lục Cận Phong, chất vấn, ông chủ Lục, Lục Sương Hạo động vào vạn nhất và em vợ của anh, đó có thể coi là một tình huống vô tình xảy ra, nhưng anh ra tay với anh cả tôi, tước đi đời trai của anh ấy, món nợ này anh tính trả sao đây? Gia tộc Nika chúng tôi cũng là một gia tộc có máu mặt trong thành phố này, làm gì có ai không nể mặt chúng tôi chứ? Nika sợ tái mặt, lập tức lườm cảnh cáo thằng con trai út của mình, Lê Cô. Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Cận Phong đã trầm xuống vô cực,
mọi người đều không nhìn ra Lục Cận Phong sẽ có hành động như thế nào, chỉ thấy anh đặt tay mình lên tay Lê Cô, sau đó dùng lực thật mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, đứt rồi, tiếp theo anh lại dùng chân đá Lê Cô ra xa vài mét, cậu ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Động tác diễn ra trong tích tắc, nhanh, hiểm, chuẩn. Nika và đứa con trai thứ thấy thế thì ngơ cả người, ngay cả Tô Yên đang nhìn trộm trong phòng ngủ cũng rất kinh ngạc. Cô rất ít khi thấy Lục Cận Phong dùng bạo lực, lần trước anh tức giận như vậy, cũng là lần Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc bị bắt cóc. Vừa nãy chỉ trong nháy mắt, Lê Cô đã nằm sóng xoài dưới đất không gượng dậy nổi, tốc độ của anh còn nhanh và tàn nhẫn hơn so với Lâu Doanh. Dám ở trước mặt Nika phế đi đứa con trai út của ông ta, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, chính là vô cùng kiêu ngạo. Lục Cận Phong thản nhiên, dáng vẻ thư thả lấy khăn tay ra lau tay mình, đoạn anh liếc nhìn Lê Cô bấy giờ không biết còn sống hay đã chết nằm thẳng cẳng trên mặt đất, lạnh lùng nhếch môi, Lục Cận Phong tôi làm việc đều dựa vào tâm trạng, chưa từng nể mặt ai, từ hôm nay trở đi, ám dạ sẽ chấm dứt mọi hợp tác với gia tộc Nika, trong vòng 10 ngày tôi muốn gia tộc các người lập tức biến mất khỏi thành phố, không bao giờ được xuất hiện nữa. Mấy chữ cuối cùng chứa đựng sự áp bức dọa người, khiến người ta nghe thấy không khỏi cảm thấy rùng mình vì sợ. Sắc mặt Nika lập tức biến đổi, anh bạn trẻ à, chỉ vì một Lưu Xương Hạo mà làm sứt mẻ mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta, như vậy đâu có đáng. Lục Cận Phong lớn giọng nói ra bên ngoài, Hạ Vũ, Hạ Huy, tiễn khách cho tôi. Hạ Vũ và Hạ Huy vội vàng từ ngoài chạy vào, ông Nika, mời ông đi. Nika nhìn Lục Cận Phong, rồi lại nhìn sang đứa con trai út bị gãy tay đang nằm kia của mình. Đứa con trai út không lễ phép với Lục Cận Phong, bèn bị anh phế mất cánh tay, con trai cả bắt cóc Tô Yên thì bị chặt mất của quý. Giờ đây Lục Cận Phong đã tỏ rõ thái độ, cho dù Nika biết thực lực của mình không đọ được với Lục Cận Phong, nhưng lúc này ông ta vẫn cố chấp nói, anh bạn nhỏ, tôi đây thật lòng thật dạ tới xin lỗi anh không chấp nhận thì thôi còn khiến con trai tôi bị thương, chẳng lẽ anh thật sự nghĩ Nika tôi sợ ám dạ các người sao, gia tộc Nika có bề dày trăm năm. Ám giả của các người mới thành lập được bao nhiêu năm, thật là không biết tự lượng sức mình, nếu cứ thế mà bỏ qua chuyện ngày hôm nay thì tôi. Gia tộc Nika chấp nhận nhượng 30% cổ phần hợp đồng cho ám giả. Nhượng lại 30% tổng giá trị cổ phần, tương đương với mấy tỷ lợi nhuận một năm đó. Đây thực sự là giọng điệu vô cùng cương quyết, lời nói sắc bén nhất. Lục Cận Phong cười nhạo, Lục Cận Phong tôi không thiếu tiền, để xem tôi có dám động tới gia tộc Nika các người. Rốt cuộc có phải không biết lượng sức hay không nhé? Hạ Vũ, Hạ Huy, đuổi người. Lục Cận Phong đã mất sạch kiên nhẫn. 3 giây sau, Hạ Vũ và Hạ Huy mỗi người xách theo mỗi người nhà Nika tống cổ ra ngoài, tống cả thằng con út ra ngoài cùng bọn họ luôn. Nika sống đến từng tuổi này rồi, nếu ném ra ngoài, e phải nhập viện mất. Nika thấy thế thì lập tức vội vội vàng vàng đi khỏi, ông ta sợ bị ném ra ngoài. Tất cả số quà Nika mang tới biếu cũng bị vứt hết ra ngoài. Vạn Nhất đứng ở cửa phòng đối diện, anh ta vẫy tay nói với Nika, ông Nika, nếu nói theo phong cách người bản địa các ông ấy thì chính là tự triệt đường sống của mình đó. Nika đã nhận thức được rằng chính vì suy nghĩ lệch lạc của ông ta đã hủy hoại cả gia tộc. Các người đừng quá tự mãn, muốn tiêu diệt gia tộc Nika bọn tôi đâu có dễ dàng thế. Đây có lẽ là do Nika không chịu khuất phục. 10 ngày sau, ông ta đã phải nhận lại sự nhục nhã ê chề. Chỉ có điều lần này là chuyện cuối cùng. Mấy cha con nhà Nika, giây trước mới từ trong khách sạn đi ra, giây sau Lục Cận Phong đã ra lệnh cắt đứt quan hệ với gia tộc Nika, trong vòng 10 ngày phải hoàn toàn tiêu diệt được gia tộc Nika, người trong giới biết tin này đều cảm thấy chấn động. Một bên là gia tộc lớn có bề dày trăm năm, một bên là ám giả tuy vừa mới thành lập nhưng lại phát triển cực kỳ nhanh, bọn họ đều không thể đắc tội với hai bên. Người thông minh sẽ chọn cách là người trung lập. Buổi chiều hôm đó, Lãnh Phùng thật sự đến, đưa theo Lệ Quốc Minh, Lâu Doanh cũng đi cùng bọn họ. Tô Yên cũng đã tới thị trấn này được 2 ngày, cô rất nhớ con trai mình, chỉ mong được nhanh chóng trở về. Đúng lúc Tô Yên và Lục Cận Phong đang chuẩn bị về nhà thì Lục Cận Phong nhận được một cuộc điện thoại, là Trần Tố Anh gọi tới. Trong điện thoại, anh nghe thấy tiếng khóc của Trần Tố Anh, con ơi, Tứ Bảo lạc rồi, không thấy bọn trẻ đâu nữa. Chương 345, phần tay bị cắt. Tô Yên thấy vẻ mặt của Lục Cận Phong không đúng lắm, cô nghiêm mặt hỏi, chồng à, có chuyện gì sao? Tứ Bảo xảy ra chuyện rồi. Lục Cận Phong không có giấu giếm Tô Yên, cô là mẹ của đứa bé nên cũng không thể giấu giếm cô chuyện này. Tô Yên nói ngay, bật loa ngoài đi.
Bật loa ngoài, Tô Yên hướng hỏi đầu dây bên kia điện thoại, mẹ, tứ bảo làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Yên, đều là mẹ không tốt, không chăm coi kỹ để tứ bảo lạc mất, mẹ đưa Tam Bảo và tứ bảo đi đón Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đi học về, trong nháy mắt đã có người ấm tứ bảo trong xe đẩy đi mất, mẹ đã gọi cảnh sát. Nhưng đã qua một đêm rồi mà vẫn không có tin tức gì. Trần Tố Anh lo lắng đến phát khóc trong điện thoại, lúc đầu khi đứa trẻ biến mất bà ấy cũng không dám thông báo cho Lục Cận Phong và Tô Yên biết, nhưng qua một đêm bên phía cảnh sát vẫn không có tin tức gì, lúc này bà ấy mới hoảng sợ vội gọi điện thoại cho Lục Cận Phong. Đứa trẻ lạc mất trong tay bà ấy, nếu mà không tìm được thì bà ấy làm sao đối mặt với con trai và con dâu của mình được. Khi Tô Yên nghe tin tứ bảo đã bị lạc, chân cô mềm nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Yên Yên, đừng nóng vội, anh sẽ tìm được con về mà. Lục Cận Phong vừa an ủi Tô Yên, vừa hét với những người bên cạnh, Vệ Long và Vệ Hải, đi chuẩn bị trở về đế đô. Chiếc trực thăng vẫn đang đậu ở ngoại ô. Nhóm người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị quay về. Vạn Nhất đi tới, đại ca, sao anh lại vội rời đi như vậy? Nika thì sao? Những chuyện này đều không quan trọng, tứ bảo bị lạc mất rồi. Lục Cận Phong nói, Vạn Nhất, cậu ở lại đây, chuyện này cậu toàn quyền phụ trách, gia đình của Nika nhất định phải bị tiêu diệt. Lục Cận Phong ra tay với Nika đầu tiên, một mặt là vì Nika động đến Tô Yên và Vạn Nhất, mặt khác là lấy Nika để gầy dựng thanh thế. Ám Dạ trước đó đã bị tổn thất nặng nề, xét về phương diện thực lực thì vẫn sẽ có người đặt nghi vấn, điều này sẽ gây ra một số rắc rối không đáng có. Lục Cận Phong ra tay với Nika là để giết gà dọa khỉ. Nghe tin đứa trẻ bị mất, Vạn Nhất cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, nên nói, được, đại ca, anh và chị dâu cứ quay về đi, em ở lại là được. Từ thị trấn nhỏ này về đế đô phải mất 5 tới 6 giờ. Tô Yên chỉ mong sao mình có thể mọc được cánh và bay trở về. Louis nhanh chóng biết được chuyện Tô Yên rời đi, cô ấy lập tức gọi điện cho Lệ Uyển, mẹ nuôi, chị đi rồi. Bọn họ đi vội vã như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Louis gọi Lệ Uyển là mẹ nuôi, vì vậy cô ấy cũng nên gọi Tô Yên một tiếng chị. Được, mẹ biết rồi. Lệ Uyển cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như bà ấy đã ra một quyết định lớn, bà ấy nhìn về phía người đàn ông đang đi từ trên lầu xuống, Thượng quan, tôi muốn trở về đế đô xem sao. Thượng quan Ân đã rất ngạc nhiên, Lệ Uyển đã sống ở đây với ông ta hơn 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên bà ấy nói rằng bà ấy muốn quay trở lại. Thượng quan Ân bước tới bên cạnh bà ấy, tao nhã ôn tồn nói, được, khi nào thì khởi hành. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc của mình. Hơn 10 năm qua, hai người là bạn tri kỷ và cũng là người thân của nhau. Hơn một người bạn nhưng chưa đến mức là người yêu. Câu này là phù hợp nhất với hai người. Thượng quan Ân cũng đã hơn 50 rồi, nhưng ông ta vẫn chưa kết hôn, Lệ Uyển cũng chưa tái hôn. Bây giờ, Lệ Uyển nói, Tiểu Yên xảy ra chuyện rồi. Thượng quan Ân đương nhiên biết Tô Yên, vừa nghe tin Tô Yên xảy ra chuyện liền nói, được, bây giờ tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc ngay, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. 6 giờ sau, đế đô, đêm đã khuya lắm rồi. Ngôi nhà cũ của nhà họ Lục vẫn sáng rực đèn, nhưng lại bị bao trùm trong mây mù. Lần thứ hai cảnh sát tới nhà lập biên bản, Trần Tố Anh đã kêu trời khóc đất, đấm ngực dậm chân, cháu ngoan của bà, đều là do bà nội không tốt, bà nội đã để lạc mất cháu rồi. Trần Tố Anh tự trách mình vô cùng. Tô Yên cũng đã không thể cầm được nước mắt nước rồi, ông cụ Lục chống gậy, không kiềm chế được cảm xúc nên chất vấn cảnh sát, đã một ngày một đêm rồi, tại sao các người vẫn không có chút manh mối gì? Bọn buôn người bắt cóc trẻ con không phải đều là vì tiền sao? Nhà họ Lục không thiếu tiền, hiện tại tôi sẽ cho báo chí tung tin ra, chỉ cần để cháu chắt của tôi trở về, bao nhiêu tôi cũng bằng lòng đưa cho. Cảnh sát nói, ông cụ Lục, xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa. Tô Yên không chịu nổi nỗi đau mất con, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cảnh sát, tôi cầu xin các anh, nhất định hãy giúp tôi tìm được con về, tôi quỳ xuống dưới chân các anh cũng được. Nói rồi, Tô Yên định quỳ xuống. Lần này để lạc mất chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới được có vài tháng tuổi, nếu mất đi thì cơ hội tìm lại được rất mong manh. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đã xảy ra chuyện vài lần rồi, cô vẫn có thể tự an ủi bản thân. Với trí thông minh của Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, cô có thể ổn mà quay lại, dù có tồi tệ thế nào thì Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc có thể sẽ không sao đâu, bọn nhỏ có thể quay về được. Thậm chí nếu tình hình có tồi tệ hơn, chỉ cần Phi và Hạ Vũ Mặc còn trí nhớ,
bọn nhỏ rất định sẽ tìm đường về nhà. Nhưng Tứ Bảo thì khác, đứa trẻ sơ sinh chỉ mới vài tháng tuổi không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể bị để mặc người ta chém giết. Lục Cận Phong đỡ Tô Yên, Yên Yên, đừng như vậy. Vừa nói, Lục Cận Phong vừa hỏi cảnh sát, các anh thật sự không có một chút manh mối gì sao? Những người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, một người trong số họ nói, với danh tiếng và địa vị của nhà họ Lục ở Đế Đô, dám cướp người của nhà họ Lục, chỉ có hai khả năng. Không biết gần đây nhà họ Lục có gây thù oán với ai không? Lục Cận Phong nhanh chóng hiểu rằng kẻ ra tay là người quen. Tô Yên lập tức nghĩ đến một người, Tần Nhã Hân, nhất định là cô ta. Cô hận tôi, đã red eye với Hạ Vũ Mặc vài lần rồi. Lần này, chắc chắn cũng là cô ta lén cướp Tứ Bảo đi. Khi Trần Tố Anh nghe đến cái tên đó, tâm trạng của bà ấy chợt kích động nói, đúng vậy, chắc chắn là Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân là người có động cơ nhất. Sau khi Tần Nhã Hân vượt ngục, người thì biến mất, lấy Lục Cận Phong làm mồi cũng không thể dụ được cô ta ra ngoài. Cảnh sát nói, Tần Nhã Hân có động cơ, nhưng cũng có khả năng. Lục Cận Phong tiếp lời cảnh sát còn chưa nói xong, nếu thật sự là bọn buôn người. Bọn họ không quen biết nhà họ Lục mà nên lỡ đánh cắp đứa bé. Bây giờ mọi chuyện đã ồn ào như vậy rồi, nếu thật sự là bọn buôn người đã bắt mất thằng bé, vậy thì bọn họ cũng biết mình đã trộm được con của ai rồi nên lại càng không dám ra mặt, và tình huống như vậy là nguy hiểm nhất. Những kẻ buôn người vì sợ hãi trước quyền lực của nhà họ Lục có thể giết thằng bé để bịt miệng. Cảnh sát gật đầu, đồng ý với những gì Lục Cận Phong nói. Đúng lúc này, người giúp việc đi vào, cậu chủ, mợ chủ, cậu hai đến rồi. Đó là Lục Thừa Mẫn và bạn gái Lê Lan của anh ta đến. Khi đứa trẻ bị mất, Trần Tố Anh đang trò chuyện với Lê Lan, đến khi phát hiện đứa trẻ đã biến mất, làm gì còn thấy kẻ buôn người đâu cơ chứ. Lê Lan là giáo viên của Hạ Phi, cô ta đặc biệt đến đây để cung cấp manh mối. Lê Lan đi theo Lục Thừa Mẫn vào đại sảnh, ánh mắt lập tức liếc về hướng Lục Cận Phong. Đẹp hơn trên TV nhiều. Lê Lan nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình lại, tao nhã thông minh nói, cậu Lục, mợ chủ, khi đứa trẻ bị thất lạc tôi cũng có mặt ở đó. Cảnh sát đã hỏi Lê Lan rồi, Lê Lan còn cố ý đến nhà cũ của nhà họ Lục, Tô Yên thật sự không biết đây là có ý gì. Trần Tố Anh khích động nói, đúng vậy, tôi đang đẩy xe đẩy em bé, chờ đón cháu trai lớn đi học về. Thì gặp cô giáo Lê, chúng tôi có trò chuyện vài câu. Xe đẩy thì ở ngay bên cạnh tôi. Vậy mà trong nháy mắt, đứa trẻ đã biến mất rồi. Lê Lan nói, mọi chuyện quả thật là như vậy. Lúc đó, tôi đang nói chuyện với bác gái về việc học tập của Hạ Phi, tôi cũng trêu hai đứa nhỏ là trông rất đáng yêu. Bọn trẻ bị lạc mất ở cổng trường, nhà trường cũng phải có trách nhiệm. Cậu Lục, anh đừng lo lắng, trường học của chúng tôi nhất định sẽ hợp tác để giúp tìm đứa trẻ trở về. Lục Cận Phong khách sáo nói, cảm ơn cô giáo Lê. Cổng trường không được lắp đặt hệ thống camera giám sát, cộng với việc đó là giờ tan học, cổng trường tấp nập phụ huynh đến đón con, cũng có rất nhiều ô tô đậu. Nên nếu muốn điều tra, thật sự là sẽ rất khó khăn. Tô Yên sốt sắng hỏi, cô giáo Lê, lúc đó cô đang nói chuyện với mẹ chồng của tôi sao? Lê Lan gật đầu, đúng vậy. Xe đẩy nằm ở bên cạnh mẹ chồng tôi, mẹ chồng không nhìn thấy, nhưng xe đẩy lại nằm trong phạm vi tầm mắt của cô mà. Cô thật sự nhìn ra thằng bé bị ai bắt đi mất sao? Lời nói của Tô Yên như khiến mọi người tỉnh ngộ. Nếu như lúc đó Lê Lan và Trần Tố Anh đang đứng ở tư thế đối mặt với nhau, quả thực là có thể nhìn thấy xe đẩy. Lê Lan có chút bối rối, cô ta không ngờ Tô Yên lại có khả năng quan sát nhạy bén như vậy trong tình huống này. Lúc đó, có lẽ là tôi nói chuyện với bác gái nhập tâm quá, nên không để ý thấy, ở cổng trường lại có rất nhiều phụ huynh ra vào, cũng có một số phụ huynh thân quen lên tiếng chào hỏi tôi. Có thể lúc này, những kẻ buôn người đã đánh cắp đứa bé đi. Lời giải thích này hoàn toàn có thể nói là hợp lý. Lúc này, có tiếng khóc của trẻ em từ trên lầu truyền đến, đó là tiếng khóc của Tam Bảo, Tô Yên càng nghe vậy càng đau lòng như cắt. Cặp song sinh thường tâm linh tương thông với nhau, sau khi Tứ Bảo bị lạc, Tam Bảo cũng rất thường hay khóc, Bảo Mẫu cũng dỗ không được. Mợ chủ, quản gia ôm một cái hộp lớn trong tay, từ bên ngoài lon ton chạy vào, vừa rồi có người giao một gói hàng, đặt ở cửa. Tôi thấy trên đó viết tên của mợ chủ nên mang vào. Vào lúc này Tô Yên làm gì có tâm tư để quan tâm xem là ai đã gửi gói hàng tới. Cảnh sát nói, có thể là do bọn buôn người gửi đến,
hay là mợ chủ mở ra xem thử. Vừa nghe thấy có thể là bọn buôn người, tất cả mọi người trong đại sảnh đều vô cùng căng thẳng. Tô Yên đang định mở gói đồ thì Lục Cận Phong nói, để anh làm cho. Cái hộp khá to, hoàn toàn có thể đựng vừa một đứa trẻ. Tô Yên gật đầu, để Lục Cận Phong mở. Cùng với động tác mở bọc gói của Lục Cận Phong, sự chú ý tất cả mọi người trong đại sảnh đều tập trung vào đó, bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề. Đột nhiên, Lê Lan hét lên một tiếng, mọi người nhìn kia, đó không phải là máu sao, hình như có máu chảy từ trong hộp ra đấy. Khi Lê Lan hét lên, những người khác cũng chú ý đến. Tô Yên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cơ thể cô phát run lên. Lục Cận Phong nhanh chóng xé chiếc hộp ra, khi mọi người nhìn thấy rõ bên trong chiếc hộp, Trần Tố Anh đã ngất đi vì sợ hãi, Lê Lan che mắt hét lên, ông cụ Lục cũng ngã phịch xuống đất. A, à, cảm xúc Tô Yên sụp đổ, cô hét lớn lên rồi cũng ngất đi. Chương 346, kết quả khám nghiệm tử thi tới rồi. Trong chiếc hộp kia không phải là thứ gì khác mà đó là tay chân của một đứa trẻ sơ sinh. Một cánh tay đứt lìa, một bàn chân đứt lìa. Máu tươi chảy lênh láng. Lục Cận Phong mặt mày biến sắc, một tay anh đỡ lấy Tô Yên, tay kia cầm lấy chiếc hộp đưa cho vị cảnh sát bên cạnh. Lập tức kiểm tra xem rốt cuộc có phải là của bé Tư không. Lục Cận Phong lạnh lùng nói, kiểm tra cả camera giám sát nữa, xem cuối cùng là kẻ nào gửi cái hộp này tới. Tình hình nghiêm trọng, đây không phải là vụ bắt cóc đơn giản. Nếu thật sự là bọn buôn người đã bắt cóc đứa nhỏ, chúng sẽ không xé xác rồi trả thân thể đứa nhỏ lại như vậy. Đây rõ ràng là khiêu khích, nếu không có thù hận thâm sâu, người bình thường sao có thể làm ra loại chuyện này. Ông cụ Lục sống đã lâu cũng phải kinh hoàng trước sự việc này. Thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Ai nấy nhìn qua một lần cũng không dám nhìn lại lần hai. Cảnh sát cũng ý thức được vụ án này không đơn giản nên đã tăng cường nhân lực, đưa thi thể về kiểm tra, cho dù không phải là bé Tư thì đây cũng là một mạng người. Phải qua một lúc lâu Lê Lan mới dám mở mắt, cô túm lấy áo của Lục Thừa Mẫn, thanh âm không lớn không nhỏ hỏi, không phải là bé Tư thật đâu nhỉ? Bọn bắt cóc giết con tin ư? Lời này rơi vào tai Lục Cận Phong, ánh mắt anh sắc bén liếc qua, đây chắc chắn không phải là bé Tư. Lê Lan bị anh quát làm cho sửng sốt, không dám nói gì nữa. Lục Thừa Mẫn vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô đừng sợ nữa. Hạ Vũ, đưa ông cụ về phòng, Hạ Huy, đưa bà chủ về phòng. Nghe Lục Cận Phong phân phó, Hạ Vũ Hạ Huy chia nhau ra đưa ông cụ Lục cùng Trần Tố Anh đang ngất xỉu về phòng. Lát sau Lục Cận Phong cũng đưa Tô Yên về phòng. Tối nay, nhà họ Lục chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đám người giúp việc trên dưới nhà họ Lục đều không ngủ nổi, bọn họ chính là những người nhìn bé Tư lớn lên từng chút một. Một đứa bé cưng chưa đầy 3 tháng tuổi, sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy? Hạ Phi và Hạ Vũ mặc luôn bị bảo mẫu giữ trong phòng, vẫn chưa thấy thứ trong chiếc hộp kia, nhưng nhà họ Lục xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ sao có thể không biết được? Hạ Vũ mặc biết em trai xảy ra chuyện nên khóc vô cùng thương tâm, anh ơi, bé Tư mất rồi đúng không, em ấy mất rồi. Đừng khóc, bây giờ vẫn chưa có kết quả khám nghiệm, ai nói đó là của bé Tư chứ? Hạ Phi có phần bình tĩnh hơn Hạ Vũ mặc. Hạ Vũ mặc vẫn khóc nức nở, bé ba ở phòng trẻ sơ sinh sát vách cũng khóc, tiếng khóc của hai đứa nhỏ càng khiến trái tim người lớn như bị bóp chặt. Hạ Phi là con trai cả nên không thể khóc, cậu còn phải trấn an em trai nữa. Em trai, mẹ đã rất đau lòng rồi, em cứ khóc như vậy sẽ đánh thức mẹ mất. Hạ Phi đưa khăn giấy cho Hạ Vũ mặc, chúng ta không thể làm ba mẹ phiền lòng hơn nữa. Vừa nghe sẽ làm cho mẹ đau lòng, Hạ Vũ mặc liền ngừng khóc. Cậu sụt sịt nói, anh ơi, em không muốn bé Tư chết. Sau khi bé ba bé Tư ra đời, lúc ở nhà sẽ luôn là Hạ Phi và Hạ Vũ mặc cùng chơi với chúng, thay tã pha sữa, tình cảm anh em vô cùng khăng khít. Em trai xảy ra chuyện, trong lòng Hạ Vũ mặc rất khó chịu, tuổi nhỏ như vậy, làm sao có thể chấp nhận được. Hạ Phi nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, trong mắt lộ ra một tia kiên định nào đó, em trai, chỉ khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mới không trở thành điểm yếu của ba mẹ. Không ai có thể lấy chúng ta ra để uy hiếp ba mẹ nữa. Hạ Vũ mặc lau nước mắt, anh ơi, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng chính vào lúc này, Hạ Vũ mặc đã hoàn toàn hạ quyết tâm, cậu muốn lên đảo, đương nhiên, chuyện này để sau hẳn bàn. Lục Cận Phong điều tra camera giám sát ở cửa, điều kỳ quái chính là, sau khi kiểm tra camera giám sát vào mấy giờ trước thì không phát hiện ra có người khả nghi.
chiếc hộp đó giống như đến từ hư không vậy. Chuyện này làm cho phía Lục Cận Phong và cảnh sát vừa khó hiểu vừa kinh ngạc. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Lục Thừa Mẫn đứng trước camera giám sát xem một chút, sau đó nói với Lục Cận Phong, anh cả, cũng không còn sớm nữa, tôi và Lê Lan trở về trước, nếu có việc cần Lê Lan phối hợp, cứ việc lên tiếng. Lục Cận Phong nào có tâm tư đi chào hỏi Lục Thừa Mẫn, anh phất tay, đi đi. Lục Thừa Mẫn dẫn Lê Lan rời đi, lúc đi, Lê Lan dừng lại trong sân vài giây, quay đầu lại nhìn Lục Cận Phong đang cùng vị cảnh sát kia nghiên cứu tình tiết vụ án. Đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất, mà lúc này vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Cận Phong càng thêm phần mị lực nam tính. Lê Lan, lên xe đi. Lục Thừa Mẫn thúc giục một tiếng. Lục Thừa Mẫn lúc bấy giờ đã không thể lái xe sang nữa, anh chỉ lái một chiếc ngũ lăng đã qua sử dụng. Lê Lan hoàn hồn, lúc mở cửa xe, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, chiếc xe này vừa rách vừa cũ, chỉ đáng mấy vạn đồng, làm sao sánh được với chiếc Porsche Ferrari và Rolls Royce đang đỗ bên cạnh. Bình thường là Tô Uyên lái chiếc Porsche đó, còn một loạt xe sang kia, hơn 10 chiếc, không một chiếc nào là trông có vẻ tầm thường. Lê Lan thu lại vẻ mặt, leo lên xe, Thừa Mẫn, anh nói đứa nhỏ kia thật sự là bé tư sao? Cái này, là giết con tin rồi, nhà họ Lục sẽ làm thế nào? Cho dù kẻ đó có là thần thánh phương nào, Lục Cận Phong vẫn sẽ tìm ra gã, phanh thây gã để tế cho con anh ta. Đây chính là Lục Cận Phong mà Lục Thừa Mẫn quen biết. Đáy lòng Lê Lan run lên, lại chợt bi thương nói, đứa bé kia, thật sự là quá đáng thương, còn nhỏ như vậy. Lục Thừa Mẫn quay đầu, trong thoáng chốc nhìn thật sâu vào mắt Lê Lan. Lê Lan bị theo dõi có chút không tự nhiên, ánh mắt lóe lên, sao vậy? Sao lại nhìn chằm chằm em như vậy? Lục Thừa Mẫn nghiêm túc hỏi, em thật sự không nhìn thấy kẻ bắt cóc đứa nhỏ. Tay Lê Lan vô thức siết chặt lấy quần áo, nói. Không thấy, có thể là lúc đó có quá nhiều người, lúc nãy không phải em đã nói rồi sao? Lục Thừa Mẫn thu hồi ánh mắt, khởi động xe lái ra ngoài. Anh thuận miệng hỏi, ba anh tìm thầy bói tính toán cho chúng ta rồi, năm nay kết hôn là tốt nhất, rảnh rỗi thì hẹn ba mẹ em tới để bàn về hôn sự của hai ta nhé, anh muốn cưới sớm một chút. Kết hôn sao? Lê Lan rất bất ngờ, sao nhanh vậy? Lục Thừa Mẫn ý tứ thâm sâu hỏi, sao, em không muốn? Không phải như thế, chỉ là Thừa Mẫn à, chẳng lẽ anh không muốn trở về nhà họ Lục sao? Em không tin anh thật sự cam tâm mở một cửa hàng bánh ngọt. Sống cuộc sống của người bình thường, anh sinh ra đã khác biệt rồi, chính là người đứng ở đỉnh kim tự tháp, anh không hề thua kém Lục Cận Phong, hơn nữa em biết anh. Biết gì về tôi, Lục Thừa Mẫn phanh gấp, bởi vì quán tính, Lê Lan đổ người về phía trước, sau đó lại bị dây an toàn đột ngột kéo trở về, đầu óc nhất thời choáng váng, lúc cô nghiêng đầu đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thừa Mẫn, sợ tới mức không dám nói chuyện. Lê Lan ban đầu ngắm trúng Lục Thừa Mẫn cũng bởi thân phận của anh. Cô vốn không hề hướng về con người Lục Thừa Mẫn. Suy cho cùng thì Lục Thừa Mẫn cũng mang họ Lục. Lục Thừa Mẫn ghé sát vào, ánh đèn trong xe càng làm nổi bật nét mặt vô cùng u ám lạnh lùng của anh. Anh giật giật khóe miệng, sao lại không nói lời nào. Tôi thấy cô vừa rồi rất tích cực thể hiện bản thân trước mặt người nhà họ Lục mà. Em là vì muốn mở đường cho anh, không muốn anh bị mất mặt. Lê Lan sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Lục Thừa Mẫn ngồi thẳng lại, không nói gì. Sau đó lại khởi động xe. Tô Uyên hôn mê 2 giờ sau thì tỉnh lại, cô bị ác mộng làm cho thức giấc. Trong mộng, cô nhìn thấy bé Tư bị người ta chém đứt tay chân, tiếng khóc của bé Tư như xé trái tim cô ra thành từng mảnh nhỏ, cô đã khóc trong giấc mộng đó. Cho dù tỉnh lại, Tô Uyên vẫn cứ khóc nghẹn đến không thở nổi, cô chưa thể hoàn hồn, lúc này Lục Cận Phong nghe thấy tiếng động liền vào phòng. Uyên Uyên! Lục Cận Phong ôm Tô Uyên vào lòng. Lục Cận Phong! Em mơ thấy bé Tư xảy ra chuyện. Không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng thôi, đừng sợ, có anh đây rồi. Lục Cận Phong trấn an Tô Uyên, Hạ Vũ ở ngoài cửa gọi vào, đại ca, bên pháp y vừa báo có kết quả xét nghiệm, lúc nãy đã gọi điện thoại tới, cảnh sát Phương đang ở dưới lầu chờ anh. Chương 347, Lê Lan cho khẩu cung giả. Tô Uyên vừa nghe có kết quả khám nghiệm càng trở nên kích động hơn, từ trên giường bật xuống, em muốn đi. Lục Cận Phong, em xuống lầu với anh. Uyên Uyên. Lục Cận Phong thấy Tô Uyên như vậy thì đau lòng không thôi, đứa bé là con của bọn họ, xảy ra loại chuyện này, anh cũng không cách nào ngăn cản Tô Uyên biết được sự thật. Nhưng anh lại sợ Tô Uyên không chấp nhận nổi sự thật.
Lục Cận Phong nhắm mắt lại, đau đớn hít một hơi, hôn lên trán Tô Uyên, nói, được, chúng ta cùng đi. Tay chân Tô Uyên lạnh ngắt, bởi vì sợ hãi, tâm tình không ổn định, ngay cả đi cũng không tự đi được, Lục Cận Phong ôm cô xuống lầu, đặt cô ngồi trên sofa. Lục Cận Phong khàn giọng nói, cảnh sát Vương, kết quả thế nào? Có phải, con trai tôi không? Chuyện cái tay cái chân nứt lìa kia, đừng nói chỉ có Tô Uyên chịu không nổi, Lục Cận Phong cũng không cách nào chịu được, có điều anh là người đứng đầu một nhà nên nhất định phải chống đỡ. Anh không rảnh để rơi một giọt nước mắt, cũng không rảnh để đau lòng, điều anh cần làm là tìm lại bé Tư, cho dù có là một thi thể. Tô Uyên căng thẳng nhìn cảnh sát Phương, năm ngón tay cô bấu vào da thịt, giống như không cảm thấy đau vậy. Cảnh sát Phương nhìn Tô Uyên rồi lại nhìn sang Lục Cận Phong, nói kết quả khám nghiệm cho thấy, tay chân đó không phải của con trai nhà anh, mà là của một đứa trẻ khác. Nghe vậy, Tô Uyên và Lục Cận Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải bé Tư, không phải bé Tư. Tô Uyên kích động khóc òa, đây là niềm an ủi lớn nhất đối với cô. Cảnh sát Phương nói, anh Lục, mặc dù tay chân kia không phải của con các anh, nhưng loại phương thức này quá man dợ. Nếu đứa nhỏ thật sự rơi vào tay đối phương cũng sẽ rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng tìm người trở về, chuyện này cần có Lục tiên sinh ra sức phối hợp, chúng ta cần phải sơ lược lại một lượt các mối quan hệ của anh Lục và cô Lục đây. Đơn giản mà nói, đây có thể là một là sự trả thù, hoặc là trên thương trường lỡ gây thù với người nào đó, mấy cái này đều có khả năng. Hiện tại phía cảnh sát đã liệt vụ này vào mục trọng án, đã huy động không ít lực lượng cảnh sát tham gia. Tô Uyên sơ lược lại tất cả người quen trong đầu một lần, miễn là có quen biết hoặc có vẻ khả nghi, cô đều báo cáo với cảnh sát. Suy cho cùng thì Tần Nhã Hân vẫn là người khả nghi nhất. Cô ta có tiền sự, Tô Uyên cũng cho rằng chính là Tần Nhã Hân. Phía Lục Cận Phong lại có nhiều kẻ gây thù chuốc oán, trên dưới đâu cũng có kẻ thù, muốn điều tra chắc phải chờ đến Tết Congo. Sau khi hoàn thành tất cả các ghi chép thì trời cũng đã sáng. Lục Cận Phong nhìn Trần Tố Anh khóc đến hai mắt sưng húp, nhìn vẻ mặt thất thần của Tô Uyên, còn ông cụ Lục cơm cũng ăn không nổi, bé ba thì cứ khóc mãi. Lúc đó anh ý thức được rằng, anh đã từng xông xáo như thế, nhưng khi những con người này dần trở thành điểm yếu của anh, thì năng lực lớn nhất của anh không phải là trở thành thần thoại trong giới kinh doanh, mà là giữ cho người nhà được bình an. Anh là trụ cột của cái nhà này, anh không thể ngã xuống, cũng không thể để lộ ra một tia mệt mỏi. Chuyện tìm kiếm bé Tư, Lục Cận Phong sao có thể chỉ dựa vào cảnh sát, có một số kẻ ngay cả cảnh sát cũng không dám động đến, những chuyện không thể đó, anh sẽ động đến, anh sẽ làm. Lục Cận Phong đưa Tô Uyên về phòng, bà xã, tin anh đi, anh sẽ mang bé Tư trở về. Tô Uyên không nói gì, hai mắt trống rỗng. Lục Cận Phong hít sâu một hơi, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng trước nay chưa từng có. Hạ Vũ Hạ Huy, Vệ Long Vệ Hải, lập tức triệu tập toàn bộ người của ám dạ. Tìm những người từng có ân oán với ám dạ hoặc nhà họ Lục rồi đưa hết về đây cho tôi thẩm vấn từng người một. Lục Cận Phong ra mệnh lệnh kia đã khiến toàn bộ người trong thế giới ngầm hoảng sợ, cả giới kinh doanh cũng nơm nớp lo sợ. Lục Cận Phong chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến cả kinh đô như muốn chấn động, lời này không phải giả. Kẻ bắt cóc đứa nhỏ luôn dùng cách cắt tay chân để khiêu khích, Lục Cận Phong cũng không có gì phải kiêng dè gã, anh sẽ quyết đánh đến cùng. Lục Cận Phong để cho truyền thông công khai chuyện bé Tư bị bắt cóc, miễn là người có thể cung cấp manh mối, anh sẽ thưởng 1.000 vạn, còn nếu dám làm bé Tư bị thương, anh có thể đào cả mộ tổ tiên lên. Nếu đổi lại là người khác thì làm sao dám công khai chửi bới kẻ bắt cóc như vậy, thế thì hơi bất cẩn, chọc giận kẻ bắt cóc có thể khiến đứa nhỏ bị tổn thương. Lục Cận Phong cũng từng suy nghĩ qua, nhưng nếu lúc này lại đắn đo, vậy thì sẽ bị đối phương dắt mũi, bé Tư càng gặp nguy hiểm hơn. Biệt thự Nam Sơn. Lục Cận Phong đã thẩm vấn mấy nhóm người, mỗi một nhóm đều được 4 con ngao Tây Tạng kia hầu hạ. Dường như ai nấy lúc vào thì đi hàng ngang, lúc ra thì được dựng thẳng nâng ra ngoài. Từ sáng đến tối, Lục Cận Phong đã thẩm vấn không dưới 50 người, đều là những người mà trước đó từng có ân oán lớn nhỏ. 4 con ngao Tây Tạng giống lên một tiếng, lại một người nữa bị dọa ngất đi. Đưa ra ngoài. Lục Cận Phong phất tay. Từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt lạnh như băng, giống như đến từ địa ngục vậy, làm người ta nhìn mà sợ. Hạ Vũ đi vào, đại ca, đã đưa Chu An tới. Hai tay Lục Cận Phong đan vào nhau, vẻ mặt lạnh lùng, đưa anh ta vào. Rất nhanh, Chu An chống nạng tiến vào, sau khi anh bị Tần Nhã Hân làm cho bỏng thì luôn dưỡng thương,
cũng nhờ xem TV mà biết được chuyện con trai út của Lục Cận Phong bị bắt cóc, nhưng việc này không liên quan đến anh, ai ngờ Lục Cận Phong lại phái người bắt anh. Khi người của Lục Cận Phong tìm được đến điểm dừng chân của Chu An, lúc đó Chu An đang tự thay thuốc cho mình nên chỉ mặc đúng một cái quần cộc, mà không, bọn họ thậm chí còn không cho anh mặc quần, cứ như vậy mà mặc quần cộc rồi bị mang đến đây. Lần trước ở trước mặt Lục Cận Phong, Chu An cũng đã rất nhếch nhác, lần này lại càng nhếch nhác hơn. Chu An khép chặt hai chân, xấu hổ phẫn nộ không thôi, Lục Cận Phong, tốt xấu gì tôi cũng là lão đại của địa sát, anh ba lần bảy lượt làm tôi nhục nhã như vậy có phải hơi quá đáng rồi không, thà giết tôi luôn đi chứ đừng có làm nhục như vậy. Lục Cận Phong ngồi ở vị trí chủ trì từ trên cao nhìn xuống, bốn con ngao Tây Tạng đang nằm sấp cạnh chân anh đều đã xù lông lên hết, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới xé xác Chu An. Có phải anh bắt cóc bé Tư không? Lục Cận Phong không có thời gian nói nhảm với những người này, cứ là người được mang đến thì anh đều giải quyết một cách rất trực tiếp. Tôi bắt cóc con anh làm cái gì? Chu An có phần e dè mấy con ngao Tây Tạng bên cạnh Lục Cận Phong, anh nói, Lục Cận Phong, cái này là do anh đi đắc tội nhiều người quá nên con trai anh mới bị người ta bắt đi, chuyện này không liên quan đến tôi. Lục Cận Phong đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị đi về phía Chu An, bốn con ngao Tây Tạng kia, một con cũng nặng tới mấy trăm cân, bọn chúng đều đứng lên đi theo sau Lục Cận Phong, nhìn tư thế kia, kẻ nào hơi nhát gan bảo đảm tiểu thẳng ra quần. Sàn đại sảnh này không biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người, sàn nhà trắng cũng sắp biến thành đỏ, còn có thể nhìn thấy vết máu ở xung quanh. Có thể thấy được những người lúc nãy bị mang đến đã gặp phải chuyện gì. Lục Cận Phong điên thật rồi, vì để tìm con mà không màng bất cứ cái gì, loại điên cuồng này thật sự làm cho người ta sợ hãi. Được mấy người quyết đoán như Lục Cận Phong, mạo hiểm gây thù chuốc oán nhiều người như vậy, rồi lại dùng loại phương thức cực đoan này để tra hỏi tung tích đứa bé. Tần Nhã Hân đâu? Không biết. Chu An liếc Hạ Vũ một cái, nói, người của anh đã tóm được tôi ở điểm dừng chân mà, rốt cuộc cô cả có ở cùng tôi hay không, người của anh hẳn biết rất rõ. Hạ Vũ nói, đại ca, quả thật bọn em không thấy Tần Nhã Hân. Chu An tự giễu cười cười, Lục Cận Phong, Chu An tôi cũng không có gì để giấu giếm, trước đó cô cả đã chạy rồi, lúc này tôi cũng không tìm được người của cô ấy, nếu anh có bản lĩnh thì tự đi mà tìm. Nếu một người có ý định trốn tránh, thế giới này rộng lớn như vậy, thật sự không dễ dàng tìm thấy. Kẻ nào dám động đến con trai tôi, cho dù có ở chân trời góc bể, tôi cũng sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Con người chim ưng của Lục Cận Phong lộ ra một tia khát máu tàn bạo. Nếu đã tới rồi, vậy thì cứ theo quy trình thôi. Cái gọi là quy trình đó là, trước tiên phải chịu đựng sự hung bạo của Lục Cận Phong, sau đó là sự tấn công của bốn con ngao Tây Tạng, nếu miệng vẫn nói không giữ đứa nhỏ, vậy coi như qua ải. Hai chân Chu An run rẩy, Lục Cận Phong, anh đây là cố ý chỉnh chết tôi có phải không? Tôi nói cho anh biết, địa sát của tôi cũng không phải. Lời còn chưa dứt, Lục Cận Phong liền động tay động chân, một cước đã đá bay người kia. Thật ra cho đến bây giờ, việc Chu An có phải bắt cóc đứa nhỏ hay không quan trọng, Lục Cận Phong lúc này chỉ đang phát tiết mà thôi. Chuyện dị năng, Chu An không kiên trì nổi đến 20 phút thì đã bị khiêng ra ngoài. Hạ Huy tiến vào, đại ca, cô giáo của Hạ Phi Lê Lan tới rồi, cô ấy nói đã nhớ ra một vài manh mối. Chương 348, không có con mua sữa làm gì. Chỉ cần có manh mối của Tứ Bảo, Lục Cận Phong sẽ không bỏ qua. Đưa người vào đây. Vài phút sau, Lê Lan bước vào, cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, tóc dài ngang vai, phong cách tao nhã đoan trang. Vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng cũng là con gái cưng. Lê Lan mỉm cười bước vào trong, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, cô ta sợ đến nổi nụ cười chợt cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Máu me đầy đất, còn có bốn con chó ngao Tây Tạng nhìn chằm chằm như hổ đói, chân Lê Lan mềm nhũn không dám bước vào. Lục Cận Phong quan sát vẻ mặt của Lê Lan, khẽ vỗ đầu con chó, chỉ cần liếc mắt, bốn con chó lập tức xếp thành hàng, ngoan ngoãn giống như những con cừu non đi ra ngoài. Lúc đang ngang qua Lê Lan, bốn con chó còn cùng nhìn Lê Lan một cái. Lê Lan sợ hãi lùi về sau. Chó ngao Tây Tạng có ý xấu gì được chứ? Chỉ dọa Lê Lan mà thôi. Sau khi bốn con chó ra ngoài, Lục Cận Phong mới ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc, nói cô Lan, nói đi, có manh mối gì, hễ là người cung cấp manh mối, Lục Cận Phong tôi nói được làm được, tặng liền 1.000 vạn. Anh Lục, tôi không vì tiền. Lê Lan thầm hít sâu một hơi,
điều chỉnh dáng vẻ của mình, vừa dịu dàng vừa biết điều nói, tôi rất hiểu tâm trạng lúc này của anh Lục, con cái là báu vật của cha mẹ, xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn trong lòng cũng rất khó chịu, tối qua tôi cũng bị món đồ trong cái hộp đó dọa sợ, nhưng tìm con đương nhiên quan trọng hơn, anh Lục cũng phải giữ gìn sức khỏe, mắt của anh cũng hẳn tơ máu lên luôn rồi. Lê Lan như thế là đang muốn làm một cô gái thấu hiểu lòng người, vừa nói cơ thể cũng vừa chậm rãi tiến lại gần Lục Cận Phong. Ý muốn của cô ta rất rõ ràng. Đàn ông bình thường lúc đối mặt với khó khăn, lúc tâm trạng thấp thỏm không yên đều cần một người phụ nữ dịu dàng đến an ủi, đây cũng là lúc đàn ông yếu đuối nhất. Thế nhưng, Lục Cận Phong là đàn ông bình thường sao? Lục Cận Phong biết rõ ý đồ của Lê Lan, anh giễu cợt nói, không cần tiền vậy cần người sao? Sự thẳng thắn của Lục Cận Phong khiến Lê Lan xấu hổ đỏ mặt. Anh Lục, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Lê Lan thẹn thùng cúi đầu, hai tay siết chặt lại, vô cùng hồi hộp, cô ta thở dài một hơi, lấy hết can đảm đang định mở lời, bỗng nhiên lại bị Lục Cận Phong nắm lấy cằm. Lục Thừa Mẫn có biết suy nghĩ này của cô không? Lục Cận Phong lạnh lùng nhếch môi, vợ tôi rất hay ghen, nếu cô ấy biết có người ngấp nghé chồng cô ấy thì sẽ tức giận đó, cô có biết hậu quả làm vợ tôi giận không? Anh Lục, Lê Lan căng thẳng siết chặt hai tay hơn, Lục Cận Phong đến gần khiến tim cô ta đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má đỏ bừng, vui mừng như điên, kích động đến nỗi nói năng lắp bắp anh Lục, anh yên tâm, tôi sẽ không để mợ chủ biết đến sự tồn tại của tôi nghe theo anh Lục hết. Lê Lan tưởng Lục Cận Phong cũng có ý với cô ta, chỉ là anh đang e ngại Tô Yên, Lê Lan hiểu chuyện biểu hiện mình bằng lòng làm người tình, làm bổ nhí. Đúng là rất hiểu chuyện. Thấu hiểu lòng người. Lục Cận Phong nhếch môi mỉm cười, phút chốc bàn tay càng dùng sức mạnh hơn, giọng điệu vô cùng hờ hững, cứ ai chọc vợ tôi giận thì đều phải vào trong tù ngồi mấy năm mấy tháng, hoặc là mộ xanh cỏ hơn một mét, cô Lê muốn chọn cái nào? Vào tù ngồi mấy năm hay là mộ xanh cỏ? Tần Phương Linh bây giờ vẫn còn đang ở trong tù, Tô Vân cũng ngồi trong đó mấy tháng, mộ của Tần Nhã Đan cũng đã xanh cỏ rồi, còn về Tần Nhã Hân thì đang bị truy nã. Nghe xong, Lê Lan sợ đến nỗi mặt mày tái mét, nói chuyện cũng run lẩy bẩy, anh Lục, tôi. Lục Cận Phong vừa dùng sức mạnh hơn, Lê Lan đã trực tiếp ngã từ trên sofa xuống. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm xuống Lê Lan, nói hết không sót một chữ nào về những gì cô biết, nếu dám giấu giếm lời nào, thấy vũng máu dưới đất chưa? Tôi cũng không ngại để máu của cô hòa vào trong đó đâu. Anh Lục, tôi nói. Chân Lê Lan đã mềm nhũn. Cô ta không dám xem thường Lục Cận Phong, nói, lúc đứa bé bị bắt, quả thật tôi đã nhìn thấy, là một người đàn ông đeo khẩu trang làm, người đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt uy hiếp, lúc đó tôi rất sợ, cho nên không dám la lên, sau khi quay về trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy, lại sợ bị liên lụy, sợ người đàn ông đó sẽ kiếm chuyện với tôi, lúc đó tôi mới không dám nói sự thật với cảnh sát, trong lòng tôi thấy rất mâu thuẫn, quả thật không thể làm trái lương tâm được nữa. Bây giờ mới dám lấy hết can đảm đến tìm anh Lục. Người đàn ông đeo khẩu trang, hình dáng đặc trưng, miêu tả rõ ràng cho tôi. Trong lòng Lục Cận Phong rất kích động, người đó rời đi bằng phương tiện gì? Người đó đeo khẩu trang, tôi không nhìn rõ mặt mũi, nhưng người đó có lẽ cao khoảng 1m8, người gầy gò, chắc tầm 30 tuổi đổ lại, mặc đồ màu đen, đội mũ, anh ta bế đứa bé rồi lùi vào trong đám đông, hình như tôi thấy anh ta lên xe taxi. Nhưng lại giống như không có ngồi vào xe. Tất cả manh mối của Lê Lan rất phiến diện, nhưng như thế vẫn tốt hơn là không có manh mối gì. Một người khi nhìn thấy người lạ, người bình thường cũng chỉ có thể nhớ nhiều lắm là như vậy thôi. Lục Cận Phong lập tức sai người dựa theo những manh mối đó, đi tìm trong video giám sát ở khu vực gần trường học. Đội mũ đeo khẩu trang, người như vậy có lẽ rất nổi bật trong đám đông. Lục Cận Phong lại sai người đến khu vực xung quanh trường học dò hỏi. Nhưng cả ngày trời lại không hề thấy người như vậy, trong video giám sát cũng không có. Lục Cận Phong nghi ngờ Lê Lan đã nói dối. Tứ Bảo mất tích lâu như vậy, đã 2 ngày 2 đêm rồi, Trần Tố Anh cũng khóc sưng cả mắt, vẫn không chịu ăn uống gì, miệng lúc nào cũng nói xin lỗi Tô Yên. Tô Yên cũng bị sốc bởi chuyện này, 2 ngày này cô đã hoàn toàn gục ngã, không nói năng gì. Lâu Doanh sau khi ở trong trại tạm giam 72 tiếng trở về, cô ta mới biết nhà họ Lục xảy ra chuyện lớn như vậy. Vạn nhất nhanh chóng giải quyết những chuyện trong thị trấn rồi vội vàng trở về. Lệ Uyển và Thượng Quan Ân cũng đã đến đế đô từ lâu, nhưng Lệ Uyển không trực tiếp đi gặp Tô Yên. Sau khi Lưu Tuyết Lam biết chuyện đã tự mình đến hỏi thăm, quan tâm, khuyên nhủ an ủi nhà họ Lục.
Lý Mộc Sinh cũng dùng những mối quan hệ của mình để đi tìm người giúp. Tô Vân và Sở Hướng Nam, Chu Kiệt cũng đã biết chuyện này, ba người xem tin thời sự, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì chuyện con bị mất tích, Lục Cận Phong và Tô Yên cũng không đến công ty nữa, nhân viên trong công ty cũng đang âm thầm bàn tán sôi nổi. Lạc Gia Bách vừa mới nhận chức đang đi ăn cùng với các đồng nghiệp, mọi người cũng nhắc đến chuyện này. Đồng nghiệp than thở nói, ông chủ lớn này cũng xui xẻo quá đi, bị lạc mất con mấy lần rồi, trước đây đứa con thứ hai bị lạc, bây giờ đến đứa con thứ tư bị lạc, ôi, cũng không biết ông chủ đã đắc tội ai, sao những người này cứ chọn ra tay với trẻ nhỏ vậy. Đúng vậy, ân oán giữa người lớn với nhau lại lôi bọn trẻ vào, vừa nhìn đã biết người bắt cóc trẻ con vẫn chưa kết hôn, chưa từng làm cha làm mẹ, người từng làm cha mẹ sao nỡ làm hại đến trẻ con chứ. Mọi người đều là nhân viên cũ của công ty. Trước đây đi theo từ lúc tập đoàn Lục Thị chưa phá sản, sau đó Lục Cận Phong thành lập lại tập đoàn Yên Phong đã giữ lại những người trung thành và giỏi giang này. Mọi người đều rất biết ơn ông chủ Lục Cận Phong này, dù sao thì về mặt quyền lợi đãi ngộ thì không cần phải bàn cãi nữa. Lạc Gia Bách đang ăn cơm cũng nói vài câu, người bắt cóc đứa bé cũng sẽ không tự dưng lại đi bắt cóc làm gì, dù sao thì động vào chuyện này sẽ phải ngồi tù. Nhưng dám đối đầu với nhà họ Lục cũng khiến người ta bái phục thật. Đồng nghiệp vừa ăn vừa thuận miệng hỏi, Lạc Gia Bách, con anh mấy tuổi rồi? Tôi thấy anh cũng trạc tuổi bọn tôi, chắc là đã kết hôn rồi nhỉ, buổi sáng tôi còn nhìn thấy anh đi mua sữa bột đó. Vẻ mặt Lạc Gia Bách chợt khựng lại, lập tức bình tĩnh đáp, chưa kết hôn. Không có con vậy anh đi mua sữa bột làm gì? Tôi mua sữa cho con của chị gái tôi, gửi về quê cho chị ấy, tôi ăn xong rồi, còn báo cáo chưa làm xong, tôi đi làm trước đây, khi nào rảnh lại mời mọi người ăn cơm. Chương 349, gần ngay trước mắt. Lạc Gia Bách bước ra khỏi nhà ăn, về đến chỗ bàn làm việc của mình, anh ta lấy điện thoại ra lướt xem tin tức hai ngày nay. Chuyện nhà họ Lục bị lạc mất con đã lên mục hot search, đã treo thưởng lớn từ 1.000 vạn lên đến 5.000 vạn. 5.000 vạn đó, biết bao nhiêu người kiếm cả đời cũng không được từng ấy tiền. Số tiền lớn như vậy, có thể thấy người nhà họ Lục đang nóng lòng cỡ nào. Lạc Gia Bách, Lạc Gia Bách. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Lạc Gia Bách khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cô gái đang bước về phía anh ta. Là An Hinh. Nhà họ An hợp tác với tập đoàn Yên Phong, An Hinh tiện đường đi theo cha An đến đây. Đã bàn chuyện xong xuôi, anh Hinh chuẩn bị đến nhà họ Lục thăm Tô Yên, gặp Lạc Gia Bách ở công ty, vì lịch sự nên cô mới lên tiếng chào hỏi. Lạc Gia Bách không nhận ra An Hinh, anh ta để điện thoại xuống, nghi ngờ hỏi cô là... An Hinh không đeo thẻ công tác trên người, cũng không giống nhân viên của công ty. Tôi là An Hinh đây, là bạn thân của Tô Yên, tôi biết anh là bạn đại học của Tô Yên. An Hinh cười nói, vào ngày anh phỏng vấn, tôi đã nhìn thấy anh rồi, anh giỏi lắm, còn đậu phỏng vấn vào đây làm nữa. Vừa nghe thấy An Hinh là bạn thân của Tô Yên, ánh mắt Lạc Gia Bách chợt lóe lên vẻ chán ghét, ngoài mặt lại nhiệt tình cười đáp, hình như cũng có chút ấn tượng. An Hinh nói, lát nữa tôi đi thăm Tô Yên. Con trai út của cô ấy mất tích rồi, chuyện này chắc anh cũng biết rồi chứ. Khắp công ty đều đang bàn tán chuyện này đó. Lạc Gia Bách nói thêm, đứa trẻ tội nghiệp quá. Đúng vậy, đứa bé mới chưa được 3 tháng tuổi đã bị mất tích nhiều ngày như vậy, Tô Yên cũng sốt ruột lắm. Cô An. Lâm Vi bước vào nói, Tổng Giám Đốc An đang đợi cô ở dưới lầu đó. Được rồi. An Hinh lại nói với Lạc Gia Bách, gặp lại sau nhé. An Hinh đang vội đến nhà cũ nhà họ Lục nên cũng nhanh chóng rời đi. Lạc Gia Bách hỏi Lâm Vi, cô An là gì của Tổng Giám Đốc An bên tập đoàn An Thị vậy? Lạc Gia Bách cũng biết chuyện tập đoàn An Thị hợp tác với tập đoàn Yên Phong. Lâm Vi nghi ngờ hỏi, cô An là cô cả của tập đoàn An Thị đó, Lạc Gia Bách, anh không biết sao? Trước đây An Hinh nói Lạc Gia Bách và Tô Yên là bạn học, vừa nãy cũng thấy hai người nói chuyện cũng rất thân, Lạc Gia Bách lại không quen biết An Hinh. Lâm Vi vô cùng bất ngờ. Vừa nghe thấy An Hinh là cô chủ của tập đoàn An Thị, vẻ mặt Lạc Gia Bách khẽ thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ngờ lại là con gái cưng nhà giàu có. Lạc Gia Bách rất thành thật lắc đầu, Lâm Vi cho dù có bất ngờ cũng không nói gì thêm, bảo Lạc Gia Bách thể hiện cho tốt, tranh thủ để trở thành nhân viên chính thức sớm. Sau khi Lâm Vi đi, điện thoại của Lạc Gia Bách reo lên, anh ta thấy màn hình hiển thị lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Xác định không có ai mới khẽ nói, có chuyện gì. Đầu dây bên kia điện thoại có tiếng trẻ con vang lên, còn có giọng nói nôn nóng của một người phụ nữ, Gia Bách à,
hình như đứa bé này bị sốt rồi, cứ khóc mãi không thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng đó. Mua ít thuốc hạ sốt cho uống là được rồi. Lạc Gia Bách còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy đồng nghiệp đi đến nên anh ta cố tình nói to hơn. Chị, em đã mua sữa gửi đi rồi đó, chị nhớ nhận nhé, em vẫn còn đang bận, tối muộn lại nói chuyện tiếp. Nhà cũ nhà họ Lục. Tô Yên ngơ ngác trong phòng, có lúc ngồi bần thần trên bệ cửa sổ ngoài ban công, có lúc lại không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Giữa mẹ con đều có linh cảm với nhau, cô tin chắc rằng Tứ Bảo vẫn chưa chết. Nhưng người ở đâu rồi? Ai có thể là người đã bắt cóc đứa bé nhất? Mẹ ơi! Hạ Phi đẩy cửa bước vào, nói, em trai sốt rồi, 39 độ. Vừa nghe thấy Tam Bảo bị sốt, trong lòng Tô Yên vô cùng sốt ruột, vội vàng đến phòng sơ sinh. Tam Bảo bị sốt rất khó chịu, cứ khóc suốt, hai ngày nay Tam Bảo đã khóc quá nhiều, cổ họng cũng khàn rồi. Tô Yên vô cùng đau xót, cô bế đứa bé từ tay người giúp việc, sốt ruột nói, bảo người đi chuẩn bị xe, đưa bé đến bệnh viện. Vâng, mợ chủ, tôi đi ngay đây. Ông cụ Lục và Trần Tố Anh cũng bị quấy dày, bởi vì Tam Bảo bỗng nhiên sốt cao, nhà họ Lục lại rối tung lên. Lục Cận Phong không có ở nhà, Tô Yên cũng không kịp báo cho anh biết, tự mình đưa con trai đến bệnh viện. Lâu Doanh đúng lúc từ bên ngoài về bèn đi theo. Tứ Bảo mất tích, Tam Bảo bị sốt, Trần Tố Anh lo lắng không thôi, miệng khô khốc, cổ họng khàn đặc, đôi mắt sưng húp. Cũng tại mẹ hết. Trần Tố Anh đấm ngực dậm chân, liên tục tự trách. Ông cụ Lục thấy vậy cũng đau lòng, nói, Tố Anh, con bình tĩnh chút đi, đứa bé sẽ không sao đâu. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em Đế Đô. Tô Yên đưa con đến khám bệnh kiểm tra sức khỏe và truyền nước biển hạ sốt. Đứa bé còn quá nhỏ, không biết nói chuyện, chỉ biết gào khóc để diễn tả sự khó chịu của mình. Tô Yên bế Tam Bảo truyền nước biển, khẽ ngâm nga dỗ dành cục cưng ngoan. Lâu Doanh giúp cô chạy đôn chạy đáo, đi đóng tiền xong thì quay lại, nhìn thấy Tô Yên đang dỗ con, cô ta chợt cảm thấy làm mẹ thật không dễ dàng chút nào. Chị cũng đừng lo lắng quá, bác sĩ đã nói rồi, hạ sốt được là ổn thôi. Lâu Doanh hỏi thêm, có cần nói với anh rể một tiếng không? Tạm thời đừng nói, cũng đừng để anh ấy bận lòng, để anh ấy tập trung tinh thần đi tìm Tứ Bảo là được. Nghe Tô Yên dỗ dành, Tam Bảo cũng dần dần ngừng khóc, từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng Tô Yên. Hai ngày nay Tô Yên cũng không ăn gì, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, lảo đảo vài bước, Lâu Doanh vội vàng đỡ lấy, nói chị không sao chứ, mau ngồi xuống đi. Lâu Doanh dìu Tô Yên ngồi xuống, sau đó bế Tam Bảo đang ngủ say đặt xuống giường. Tô Yên dừng một chút, lắc đầu nói, không sao. Chị, tìm con có quan trọng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hai ngày nay Tô Yên đã tiểu tụy đi nhiều, người tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lâu Doanh, bên em có tin tức của Tần Nhã Hân không? Không có. Lâu Doanh nói tiếp, bên phía anh rể tìm không thấy, bên em lại càng không tìm được, em nhờ đội trưởng Lãnh đi tra hỏi Lệ Quốc Minh, ông ta cũng không rõ. Lục Cận Phong đã tra hỏi rất nhiều người, trong lòng Tô Yên cũng hiểu rõ, nhưng bây giờ vẫn không có tung tích, người bắt cóc Tứ Bảo cũng không có hành động gì. Phía cảnh sát cũng không biết phải làm sao. Tô Yên tự lẩm bẩm một mình, sao có thể có vụ án sạch sẽ không để lại dấu vết như vậy được chứ? Phía cảnh sát điều động nhiều người như vậy, Lục Cận Phong cũng dốc hết sức tìm kiếm, sao có thể không có chút manh mối nào, thật là kỳ lạ mà. Chị đừng suy nghĩ nữa, hay là chị nghỉ ngơi một lát đi. Lâu Doanh lo lắng Tô Yên cứ chống đỡ như vậy sẽ gục ngã mất. Chị không sao. Tô Yên nhìn Tam Bảo một cái. Cô biết rõ mình sắp không chịu được nữa rồi, cô nói, em trông giúp chị một lát, chị đi vệ sinh. Tô Yên đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, cô tạt nước lạnh lên mặt mình để làm mình tỉnh táo hơn. Dừng lại một chút, Tô Yên mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên hành lang, một người phụ nữ bế một đứa trẻ đang sốt ruột nói với y tá, đứa bé sốt 39 độ rồi, các cô mau hạ sốt cho đứa bé đi, để sốt như vậy nữa đầu óc cũng hỏng mất. Y tá đo nhiệt độ cho đứa bé. Nhiệt độ rất cao, đứa bé cũng khóc mệt rồi nên không còn sức lực nữa. Y tá hỏi, đứa bé mấy tháng rồi? Người phụ nữ không chắc chắn nói, chắc gần 3 tháng rồi. Đi theo tôi. Y tá đưa người phụ nữ đi tìm bác sĩ, xin được khám gấp. Tô Yên đúng lúc nhìn thấy cảnh này, những người mẹ bình thường đều có thể nhớ rõ con mình bao nhiêu tuổi, thậm chí có thể nhớ chính xác đến từng ngày một, hiếm khi có câu trả lời chung chung như vậy.
Chương 350, đứa bé cô ta đang bế chính là con trai bị mất tích của nhà họ Lục. Tô Yên đang lo cho Tam Bảo nên cũng không nghĩ nhiều, cô vội trở về phòng bệnh. Truyền nước biển hạ sốt hơi chậm, Tô Yên lại chọn cách hạ nhiệt độ vật lý, vì vậy cứ một lát lại phải dùng nước ấm lau người cho Tam Bảo để hạ nhiệt. Sau khi lặp lại nhiều lần hơn một tiếng đồng hồ, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm xuống, chỉ còn 38. 2 độ. Tô Yên thở phào một hơi, lúc đứng dậy đã không thể thẳng lưng lên được nữa. Sau khi sinh con xong Tô Yên lúc nào cũng bị đau lưng, bình thường con cái đều được Hạ Phi Hạ Vũ Mặc hoặc là bà Vú và Trần Tố Anh chăm sóc, vì vậy cô cũng không thấy đau lưng rõ rệt như vậy. Vừa rồi khom lưng quá lâu nên không chịu được nữa. Chị, hay là để em đi. Lâu Doanh nhìn thôi cũng thấy mệt dùm Tô Yên. Chăm sóc trẻ con phải cẩn thận tỉ mỉ, Tô Yên nhìn Lâu Doanh nói, em tay chân vụng về, không biết canh, vẫn nên để chị làm cho. Lâu Doanh không chịu thua, lẩm bẩm chị, em không đáng tin đến vậy sao? Tô Yên suy nghĩ một lát, sau đó đưa khăn cho Lâu Doanh, vậy em học làm đi, coi như luyện tập trước, sau này em có con cũng không vụng về nữa, có thêm kinh nghiệm. Chị, em còn chưa có bạn trai, chị đã nói đến con cái rồi. Lâu Doanh lắc đầu nói tiếp, em không định sinh con đâu. Lâu Doanh chứng kiến quá trình Tô Yên mang thai sinh con rồi lại lạc mất con, cô ta nhìn thôi cũng thấy mệt, chuyện nuôi con khiến người ta quá mệt mỏi. Con cái sẽ trở thành sự uy hiếp của chính mình, một khi bị kẻ địch nắm lấy, đó chính là điểm yếu chí mạng. Lâu Doanh sống một cuộc sống vô cùng tàn khốc, kẻ thù cũng không hề ít hơn Lục Cận Phong. Bác sĩ vào kiểm tra tình hình hạ sốt của Tam Bảo, Tô Yên cũng không nói gì nữa. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói, bắt đầu hạ sốt rồi, tốt lắm, trẻ con bị sốt, uể oải chán ăn, người lớn phải chú ý điều này, dạo này đang là thời kỳ dễ bị cảm, trẻ con bị bệnh rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Tô Yên nói, tôi sẽ để ý. Tô Yên đưa con đi truyền nước biển, hơn 3 tiếng đồng hồ mới hạ sốt hẳn, như vậy đã rất nhanh rồi, có thể đưa con về nhà rồi. Dày vò mấy tiếng đồng hồ, Tô Yên rất mệt mỏi, phải nhờ Lâu Doanh đi làm thủ tục giúp. Tô Yên bế con rời khỏi bệnh viện, vừa bước ra khỏi thang máy cô đã nhìn thấy một người quen. Chính là Lạc Gia Bách bước ra từ một lối đi khác xuống lầu. Còn người phụ nữ bên cạnh Lạc Gia Bách chính là người Tô Yên đã nhìn thấy trên hành lang trước đó. Người phụ nữ bế một đứa trẻ, vẻ mặt hai người đều rất lo lắng. Trong bệnh viện này, người lớn lo lắng cho con cái, có vẻ mặt thế này cũng không có gì lạ. Nếu như là lúc bình thường, Tô Yên cũng sẽ không có ý muốn chào hỏi Lạc Gia Bách, nhưng hôm nay không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên tiếng gọi anh ta, bạn Lạc. Một tiếng gọi này suýt chút đã làm Lạc Gia Bách sợ mất hồn. Lạc Gia Bách ngẩng đầu nhìn Tô Yên đang bế con bước về phía mình, anh ta vội vàng nói với người phụ nữ bên cạnh, mau đưa đứa bé vào trong xe đợi tôi. Người phụ nữ cũng sợ đến mức tim đập liên hồi, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh, lúc bước đi chân còn hơi run rẩy. Cô ta không dám nhìn Tô Yên, vội bế đứa bé bước nhanh ra ngoài. Tô Yên nhìn người phụ nữ rời đi, hỏi, bạn Lạc, người vừa nãy là ai vậy? Chị tôi, con chị ấy bệnh rồi, chị ấy đưa con đến bệnh viện, bây giờ tôi đến đón chị ấy về. Lạc Gia Bách giữ vẻ bình tĩnh, nhìn đứa bé trong lòng Tô Yên, nói tổng giám đốc Tô, đây là con trai của cậu sao? Trông đáng yêu ghê. Trước đây Lạc Gia Bách toàn gọi tên của Tô Yên. Tiếng tổng giám đốc Tô này lại khiến Tô Yên chợt sửng sốt. Lạc Gia Bách nhếch khóe môi lên, cười nói, tổng giám đốc Tô, bây giờ tôi đang làm việc trong tập đoàn Yên Phong của cậu, mới vào làm, vẫn chưa lên chính thức. Tô Yên còn không biết chuyện này thật, công ty nhiều nhân viên như vậy, cô đâu thể nhớ hết từng người một. Lạc Gia Bách tự chế giễu nói, tổng giám đốc Tô, trước đây tôi tự đánh giá mình quá cao, tưởng rằng có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, sau này tôi mới biết, cậu chính là vợ của Lục Cận Phong. Làm bà chủ của nhà quyền thế, như thế chẳng phải tôi làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga hay sao? Lạc Gia Bách nói thẳng thừng khiến Tô Yên thấy cực kỳ khó chịu, trước đây cô và Lạc Gia Bách cũng không vui vẻ gì. Lần trước gặp nhau là lúc vẫn chưa sinh con, cô tình cờ gặp Lạc Gia Bách ở trước cửa thang máy bệnh viện. Tô Yên hỏi, cậu làm ở bộ phận nào? Bộ phận kỹ thuật. Lạc Gia Bách bày ra dáng vẻ cung kính của cấp dưới khi gặp cấp trên, nói tổng giám đốc Tô. Quả thật trước đây chúng ta cũng sống không vui vẻ gì, nhưng vẫn mong tổng giám đốc Tô chừa một con đường sống, để đường kiếm cơm ăn. Trước đây Lạc Gia Bách ở trước mặt Tô Yên đều ra vẻ người đàn ông kiêu ngạo, cảm thấy anh ta thích Tô Yên chính là vinh hạnh của cô,
bây giờ bỗng nhiên trở nên cung kính như vậy, thậm chí còn hơi hạ thấp bản thân, cô vẫn thấy không quen lắm. Ngoài mặt trông Lạc Gia Bách có vẻ rất thành thật, nếu như Tô Yên lợi dụng việc công để trả thù riêng chuyện trước đây, bụng dạ hẹp hòi sa thải anh ta thật, như thế sẽ thành cái cớ để người ta bàn tán chỉ trích. Thêm việc cô dồn hết tâm trí vào con cái, làm gì có thời gian so đo với Lạc Gia Bách. Chỉ cần cậu làm việc chăm chỉ, qua thời gian thử việc sẽ được lên chính thức. Yên Yên, Lục Cận Phong về đến nhà họ Lục mới biết Tam Bảo bị sốt, anh lập tức chạy đến bệnh viện. Tô Yên nhìn thấy Lục Cận Phong cũng không nói gì với Lạc Gia Bách nữa, cô bế con bước sang phía anh. Con sao rồi? Lục Cận Phong đón lấy con, Tam Bảo đã ngủ say rồi. Đã hạ sốt rồi. Anh đưa bọn em về nhà trước. Ba người đưa con về nhà, Lạc Gia Bách đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Yên và Lục Cận Phong cùng với Lâu Doanh, ánh mắt cũng dần dần trở nên hung ác. Tô Yên lên xe của Lục Cận Phong, cô lại nhìn thấy người phụ nữ đó. Người phụ nữ bế con đó đang ngồi trong xe của Lạc Gia Bách. Tô Yên vừa nhìn sang, người phụ nữ đó lập tức cúi đầu xuống, dáng vẻ rất sợ hãi và chột dạ. Tô Yên cảm thấy rất lạ, cô đáng sợ vậy sao? Tam Bảo bỗng nhiên khóc giống lên. Mà lúc này, con của người phụ nữ trong xe bên kia cũng khóc theo. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên không ngớt, Tô Yên nhớ lại cảnh tượng gào khóc của Tam Bảo và Tứ Bảo. Song sinh đều có cảm ứng qua lại. Lúc khóc cũng có thể khóc cùng nhau, lúc bị bệnh chỉ cần một đứa bị bệnh thì đứa còn lại cũng sẽ bị bệnh. Tô Yên nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên kia, ánh mắt như muốn nhìn đứa bé xuyên qua cánh cửa kính. Người phụ nữ vô cùng sợ hãi, vội dỗ dành nói, con gái ngoan của mẹ, đừng khóc, mẹ biết con khó chịu, con bị bệnh, trong lòng mẹ cũng rất khó chịu. Hóa ra là một bé gái. Lâu Doanh nói, chị, có phải Tam Bảo đói rồi không? Tam Bảo đã 4 tiếng không ăn gì. Có lẽ là đã đói thật. Tô Yên vội dỗ nói, Tam Bảo ngoan, sắp về nhà rồi, sắp được ăn rồi. Lục Cận Phong nghe thấy tiếng khóc của con cũng rất sốt ruột, khởi động xe nói, Yên Yên, em chịu khó dỗ con một chút đi, sẽ về nhanh thôi. Xe của Lục Cận Phong vừa đi, Lạc Gia Bách đã bước ra ngoài, anh ta bước về phía xe mình, kéo cửa xe ra ngồi vào trong. Đứa bé vẫn còn đang khóc, sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, nói, vừa nãy nguy hiểm quá. Suýt chút đã bị phát hiện rồi, may mà tôi nói đây là một bé gái, nếu không đã có chuyện rồi. Sợ gì chứ? Lạc Gia Bách trách móc nói, ai bảo cô đưa đứa bé vào bệnh viện, lỡ như người ta nhận ra thì chúng ta sẽ ngồi tù đến hết đời đó. Người phụ nữ nghĩ đến cũng thấy sợ, cô ta không phải chị gái của Lạc Gia Bách, mà là người từng qua lại với Lạc Gia Bách lúc trước, tên là Lưu Tuyền. Lưu Tuyền đến Đế Đô nhờ và Lạc Gia Bách, nào có ngờ sẽ gặp phải chuyện này. Bé trai cô ta đang bế trong người chính là con trai út bị mất tích của nhà họ Lục. Chương 351, ba người cùng lúc nhận được tin tức của đứa nhỏ. Ở trong ngực đâu phải là đứa nhỏ, mà là củ khoai lang nóng phỏng tay mới đúng. Trong lòng Lưu Tuyền sợ muốn chết. Đứa nhỏ cứ khóc mãi, Lưu Tuyền dỗ thế nào cũng không dỗ được, Lạc Gia Bách bị tiếng khóc của đứa nhỏ khiến cho lòng buồn phiền, bực bội nói cô làm cho nó đừng khóc nữa. Sao tôi dỗ được? Chắc là nó đói rồi. Lưu Tuyền bị đứa nhỏ giày vò đến đầu đổ đầy mồ hôi, cô ta cũng sốt ruột chứ, đứa nhỏ cứ khóc mãi, nếu như bị mọi người chú ý đến thì cũng sẽ rất phiền phức. Lạc Gia Bách nóng nảy, đói thì cô cho nó uống sữa đi. Tôi làm gì có sữa, sữa bột thì ở nhà cả rồi. Lưu Tuyền bị trách móc, cảm thấy ấm ức. Tứ Bảo khóc vô cùng dữ dội, khóc đến xé ruột xé gan, tiếng khóc là thứ dễ khiến lửa giận trong lòng người khác dâng cao lên nhất. Lúc này, chuông điện thoại của Lạc Gia Bách vang lên, anh ta nhìn số điện thoại gọi đến, lập tức nghe máy, chừng nào cô mới đến đón đứa nhỏ. Tôi chỉ đồng ý giúp cô tạm thời trông thằng nhóc này thôi. 10 giờ tối, anh đưa đứa nhỏ đến bến tàu, sẽ có người đến đón nó. Bên kia điện thoại là một giọng nữ rất khàn, giọng nói không hề dễ nghe chút nào. Sau khi nói xong, bên kia lập tức cúp máy. Lạc Gia Bách thấy đứa nhỏ vẫn đang khóc, khóc đến mặt đỏ bừng lên. Lửa giận xông lên, anh ta bế đứa nhỏ qua. Lạc Gia Bách hét lên với đứa nhỏ, tao bảo mày đừng khóc nữa, nếu mày mà khóc đến chết thì không liên quan đến tao đâu. Lạc Gia Bách rất thô lỗ, Tứ Bảo vẫn đang khóc, anh ta nhất thời tức giận, không kìm được mà đưa tay bóp cổ Tứ Bảo. Lạc Gia Bách, anh làm gì vậy? Lưu Tuyền hoảng sợ, mau chóng giành lại đứa nhỏ về, đây chỉ là một đứa nhỏ, anh chút giận lên nó làm gì? Lưu Tuyền bế qua dỗ,
cô ta bị hành động lúc nãy của Lạc Gia Bách dọa sợ. Vậy cô làm cho nó đừng khóc nữa, khóc đến ông đây cũng thấy phiền lòng. Sắc mặt Lạc Gia Bách u ám, muốn trách thì chỉ có thể trách mẹ nó, Tô Yên đã đùa bỡn ông đây phải để cô ta biết cái giá của việc đùa bỡn ông đây. Sự trả thù của đàn ông là đáng sợ nhất. Tứ Bảo khóc lóc, cuối cùng khóc đến mệt rồi mới chịu dừng lại. Nhà cũ họ Lục, Tam Bảo ăn no uống say, đã ngủ rồi. Tô Yên nhìn con trai, lặng lẽ rơi nước mắt, Tam Bảo đói, khóc, có người dỗ, vậy còn Tứ Bảo thì sao? Tứ Bảo đang ở đâu? Bây giờ thế nào rồi? Đói rồi, khát rồi, khóc rồi, ai sẽ dỗ nó? Tô Yên nghe thấy tiếng bước chân, lặng lẽ lau đi nước mắt. Lục Cận Phong đẩy cửa đi vào, Yên Yên, Tam Bảo ngủ rồi à? Ừm. Tô Yên thu lại cảm xúc, hỏi, bên anh thế nào rồi? Có manh mối gì không? Lê Lan đã nói dối, anh đã bảo Hạ Vũ đi tìm cô ta rồi, chắc là rất nhanh sẽ có manh mối thôi. Lục Cận Phong không còn thời gian đợi nữa, Lê Lan chắc chắn biết người đã bắt đứa nhỏ là ai, nếu đã không hỏi ra được, vậy thì đổi cách khác vậy. Ừm. Tô Yên không nói gì nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tam Bảo. Đại ca. Vạn Nhất đứng bên ngoài gõ lên cửa. Lục Cận Phong nhìn Tô Yên một cái, sau đó cùng Vạn Nhất đi qua phòng làm việc. Vạn Nhất nói, gia tộc Nika đã sụp đổ rồi. Ừm. Lục Cận Phong không hề ngạc nhiên chút nào, nếu đến chút khả năng này ám giả cũng không có thì chẳng cần lăn lộn nữa. Tần Nhã Hân vẫn mãi không có manh mối, một người không thể nào tự nhiên biến mất như vậy. Lục Cận Phong nhíu chặt đầu mày, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là đã không còn trên đời này nữa, hai là đã thay đổi vẻ ngoài. Lục Cận Phong đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, có gì mà chưa thấy qua chứ? Nhưng ví dụ như việc Lệ Uyển và Tần Chấn Lâm giả chết đã nhắc nhở Lục Cận Phong, Tần Nhã Hân cũng không phải là không thể thay đổi vẻ ngoài, mai danh ẩn tích. Tần Nhã Hân là tội phạm truy nã trên toàn thế giới, chỉ cần cô ta xuất hiện thì sẽ lập tức bị bắt. Nhưng phía cảnh sát cũng không có tin tức, vậy thì khả năng này là rất lớn. Vạn Nhất suy nghĩ, đại ca, chuyện này thật sự là do Tần Nhã Hân làm sao? Suy nghĩ của tôi và Yên Yên giống nhau, ngoại trừ cô ta, chúng tôi không nghĩ ra được người nào khác nữa. Lục Cận Phong vẫn luôn rất rõ ràng bản thân đang làm gì, anh cho người đưa những người đó đến hỏi, chỉ là đang cảnh báo, cũng mượn cơ hội này mà cho những người đó hồi chuông cảnh báo, cho họ biết kết cục khi dám động vào người nhà họ Lục của anh. Vạn Nhất thở dài, đại ca, nếu thật sự là do Tần Nhã Hân làm, anh cảm thấy Tứ Bảo nó, bây giờ vẫn ổn không? Chi gãy đã gửi đến rồi, sợ là đứa nhỏ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Mắt Lục Cận Phong hơi trầm, tôi chỉ có thể chắc chắn đứa nhỏ vẫn còn sống, nếu không, cô ta đã đưa thẳng thi thể của Tứ Bảo đến rồi. Vậy rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Tại sao cô ta lại bắt đứa nhỏ đi? Nếu như là vì đại ca, vậy đã qua lâu như vậy rồi. Cô ta cũng nên liên lạc với anh rồi, cô ta cứ trốn mãi như vậy làm gì chứ, thật là sốt ruột chết người mà. Cái cô ta muốn là khiến trong lòng tôi và Yên Yên bị dày vò, phập phồng lo sợ cho Tứ Bảo. Hai tay Lục Cận Phong ôm lại trước ngực, sắc mặt lạnh lẽo, đây là trận chiến tâm lý, tâm tư của Tần Nhã Hân còn thâm sâu hơn Nhã Đan, đã sắp 3 ngày rồi, tôi suy đoán, cô ta chắc chắn sẽ xuất hiện trong 1-2 ngày này. Vạn Nhất nghe thấy câu này, thở phào một hơi, đại ca. Xem ra anh đã biết phải đối phó thế nào rồi đúng không? Lục Cận Phong lắc đầu, cô ta muốn người, tôi cũng muốn người, là một cục diện bế tắc, ý định xấu nhất là cho cô ta cái mạng này của tôi. Tần Nhã Hân muốn Lục Cận Phong, Lục Cận Phong lại muốn con trai. Đây đúng là cục diện bế tắc. Trước cửa phòng làm việc, Tô Yên đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người, cô lặng lẽ rời đi, đến phòng của Lâu Doanh. Lâu Doanh đang nói chuyện điện thoại với Lãnh Phùng. Giải quyết chuyện của Bạch Phi Minh. Cô ấy thấy Tô Yên đến, nói vào trong điện thoại, đội trưởng Lãnh, chuyện của Phi Minh đành phải nhờ cậy anh, chỉ cần Phi Minh có thể ra ngoài, Lâu Doanh tôi chắc chắn sẽ nhớ ân huệ này, chắc chắn sẽ trả. Nói xong, Lâu Doanh cúp điện thoại, gọi Tô Yên một tiếng, chị, tối vậy rồi, sao chị còn chưa ngủ? Đến tìm em nói chút chuyện. Tô Yên hỏi, chuyện của Phi Minh sao rồi? Đội trưởng Lãnh nói, vấn đề không lớn. Anh ấy sẽ xử lý chuyện này. Lâu Doanh nói chị, có chuyện gì chị cứ nói. Chuyện của Tứ Bảo rất có khả năng là do Tần Nhã Hân làm, chuyện chị cần em làm là. Màn đêm buông xuống. Nhà họ Lục vẫn bao trùm trong bầu không khí u buồn. Lại một ngày trôi qua,
hôm nay đã là ngày thứ tư Tứ Bảo mất tích. Bây giờ đã là trạng vạng tối, 6 giờ rồi. Lục Cận Phong đột nhiên nhận được một tin nhắn, đứa nhỏ đang ở trong tay tôi, muốn đứa nhỏ thì 9 giờ tối hãy đến núi Thanh Đài, qua giờ sẽ không đợi, anh chỉ được đến một mình. Móc lửng. Nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt Lục Cận Phong lập tức trở nên căng chặt, quả nhiên giống y như anh dự đoán, đối phương đã thật sự tìm đến rồi. Lục Cận Phong cầm chìa khóa xe, lập tức lái xe ra ngoài. Dù có thế nào, anh cũng phải đưa đứa nhỏ trở về. Cùng lúc này, Trần Tố Anh nhận được một cuộc điện thoại, đứa nhỏ đang ở trong tay tôi, muốn tìm cháu của bà về thì bây giờ hãy đến cầu Nhị Tiên, bà chỉ được đến một mình, không được nói với bất kỳ ai, nếu không tôi sẽ giết con tin. Giọng nói trong điện thoại sẽ qua xử lý, không nghe ra được là ai. Trần Tố Anh khóc sưng mắt, nghe thấy tin tức của Tứ Bảo, lập tức vực dậy tinh thần. Được, tôi sẽ đến ngay. Trần Tố Anh thật sự không dám nói với người nào khác, đứa nhỏ là do bà ấy làm mất, bà ấy nghĩ, dù cho đối phương có đưa ra yêu cầu gì, bà ấy cũng sẽ đồng ý, chỉ cần có thể đưa đứa nhỏ về là được. Con trai cô đang nằm trong tay tôi, muốn con trai thì hãy đến cầu Nhị Tiên, cô chỉ được đến một mình, nếu không tôi sẽ giết chết con trai cô. Móc lửng. Nếu như đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì, bà ấy làm sao đối mặt với con trai và con dâu được. Trần Tố Anh một mình đi ra khỏi nhà. Chương 352, cùng tiến lên đi ông đây đang vội. Tô Yên nhìn chằm chằm vào tin tức trong điện thoại, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy điện thoại. Cầu Nhị Tiên cách đây không xa. Tô Yên lập tức lấy hai bộ quần áo từ trong tủ ra, hai bộ quần áo này hoàn toàn giống nhau mà ngay cả kích cỡ cũng bằng nhau. Cô tự mình mặc một bộ, còn bộ còn lại thì cô để trên giường. Tô Yên ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Hạ Phi đi từ bên ngoài vào, mẹ, mẹ muốn đi ra ngoài ạ? Ừ, mẹ ra ngoài một lát, con ở nhà chăm sóc các em nha. Tô Yên vuốt tóc con trai, cảm xúc của bà nội con không ổn, con và Tiểu Vũ để ý một chút nha. Mẹ, bà nội đi ra ngoài rồi. Hạ Phi nói, con vừa nhìn thấy bà nội ngồi xe đi ra ngoài rồi, nhìn dáng vẻ có vẻ như đang có việc gấp, con gọi bà nhưng bà không nghe thấy. Trần Tố Anh đi ra ngoài rồi sao? Tim Tô Yên siết chặt lại, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ gì đó, cô nhanh chóng suy nghĩ, thầm nói không xong. Cô vừa nhận được tin tức trộm con, nói không chừng Trần Tố Anh cũng đã nhận được. Hạ Phi, mẹ đi ra ngoài đây, con nhớ không được chạy linh tinh, không được ra khỏi nhà, con biết chưa? Tô Yên sợ có người lại ra tay với Hạ Phi. Vâng mẹ, con biết rồi. Hạ Phi rất hiểu chuyện, không gây phiền phức cho Tô Yên, cậu bé biết rõ lúc này trong nhà đang rất loạn. Sau khi Tô Yên dặn dò con xong, thì cô gọi điện cho Lâu Doanh, quần áo đang ở trong phòng của chị. Tô Yên vừa gọi điện vừa đi về phía bãi đỗ xe, cô mở một chiếc Mercedes đời thấp, đây là chiếc xe có chất lượng thấp nhất ở trong nhà rồi. Tô Yên vội vàng đi đến cầu Nhị Tiên, nhưng khi vừa ra khỏi khu chung cư thì gặp phải Lục Thừa Mẫn. Lục Thừa Mẫn đang cầm một cái bánh ngọt lớn, anh ta cũng nhìn thấy Tô Yên nên đi về phía Tô Yên. Chị dâu! Tô Yên chỉ đành phải dừng xe lại. Lục Thừa Mẫn đi đến bên cạnh xe rồi hỏi, chị dâu, chị đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi, trong cửa hàng của tôi mới ra một loại bánh mới, tôi cố ý mang đến cho mọi người nếm thử. Tôi có việc gấp, phải ra ngoài một lát. Tô Yên không nói rõ. Chị dâu, chuyện của Tứ Bảo chị đừng quá sốt ruột, cảnh sát sẽ sớm tìm được bé về thôi. Lục Thừa Mẫn trấn an nói, sắc mặt của chị không được tốt. Chị phải tự chăm sóc bản thân đấy. Lục Thừa Mẫn ôn tồn lễ độ, Tô Yên cảm thấy như là gặp lại Lục Thừa Mẫn lúc trước, nhưng lại có điểm không giống, cô có một loại cảm giác nói không nên lời. Sau khi Tứ Bảo mất tích, mỗi ngày Lục Thừa Mẫn đều đến khu nhà cũ của nhà họ Lục, nói chuyện phiếm cùng ông cụ Lục, khuyên bảo ông ấy. Còn tặng một ít bánh ngọt hoặc một món tráng miệng nào đó. Tô Yên cũng để ý mỗi lần Lục Thừa Mẫn tới đều mặc đồ rất rẻ tiền, áo sơ mi chỉ khoảng hơn 10 tệ. Ừ, tôi có việc gấp, cậu tự mình đi tìm ông nội đi. Tô Yên đang vội, cũng không nói nhiều với Lục Thừa Mẫn, cô khởi động xe rồi trực tiếp rời khỏi khu chung cư. Lục Thừa Mẫn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Tô Yên đang rời đi, ánh mắt tối sầm lại. Tô Yên chân trước vừa đi không lâu thì một chiếc xe Mercedes khác cũng rời khỏi khu chung cư. Chiếc xe này đi rất nhanh, cảm giác như một chiếc xe thể thao. Bảo vệ ở cửa ra vào cũng không nhìn rõ người ngồi bên trong là ai. Màn đêm dần buông xuống. Núi Thanh Đài.
Lục Cận Phong lái xe đến giữa sườn núi, đoạn đường phía trước đang thi công, chiếc xe không có cách nào đi qua. Lục Cận Phong hỏi thăm đội người đang thi công thì biết chỗ này đã thi công được nửa tháng rồi, tất cả xe đều không thể lên núi được. Lông mày của Lục Cận Phong nhăn lại, các anh có nhìn thấy gần đây có người nào đó đi lên núi hay không? Không có. Công nhân trong đội thi công nói, đường phía trước đều sụp rồi, không có cách nào lên núi đâu nên sẽ không có người nào lên núi. Tôi rất chắc chắn, tôi ở đây cũng đã nửa tháng rồi. Cảm ơn. Lục Cận Phong nhìn thoáng qua đỉnh núi, sắc trời đã tối đen, lại còn mưa lác đác, nhìn rất mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Anh chỉ có thể quay đầu xe đi xuống núi. Lục Cận Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nên đã gọi cho Hạ Vũ. Hạ Vũ, cậu hãy chú ý tình huống trong nhà, nếu có tình huống gì thì lập tức báo cho tôi. Đại ca, em đang định điện cho anh, bà chủ và chị dâu đều đi ra ngoài rồi, hai người một trước một sau rời đi. Nghe thấy vậy, Lục Cận Phong trực tiếp phanh gấp lại ở bên đường. Hai người đều rời đi một mình hả? Hình như vậy. Hạ Phi nói, vừa rồi em và Hạ Huy xử lý một vài chuyện. Đợi đến lúc phát hiện thì cả hai người đều đã ra ngoài rồi, từ camera giám sát thì cả hai đều đi một mình, đúng rồi, cô Lâu cũng đi ra ngoài rồi. Các cậu lập tức tìm ra vị trí của hai người họ, nhanh lên. Lục Cận Phong nóng nảy, kế dương đông kích tây. Anh đã trúng kế rồi. Tứ Bảo không ở núi Thanh Đài. Lục Cận Phong lập tức khởi động xe xuống núi. Xe đi đến một ngã tư thì gặp một chiếc xe tải chặn ở giữa đường. Lục Cận Phong buộc phải dừng xe. Cần gạt nước không ngừng lay động lên xuống, tầm mắt của anh lúc rõ lúc mờ. Người điều khiển xe tải mở cửa ra, đó là một người đàn ông mặc quần dài đen, mặc áo sơ mi đeo giày đinh đi xuống. Mượn đèn xe, Lục Cận Phong mới thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, anh bất ngờ nhận ra. Người đàn ông này là người nước ngoài, có một cái tên ở Trung Quốc, Jackson. Trước kia Lục Cận Phong cũng có quen biết với gã Jackson này, bởi vì Jackson cũng là một tên lính đánh thuê. Lúc này ở sau thùng xe tải lại đi xuống thêm 7 người, trên người cũng mặc đồng phục như vậy. 8 người này thế mà lại có một tên lính đánh thuê đứng đầu thế giới, biệt hiệu của gã ta là Hùng Sư. Mà 8 người này đều giống như Hùng Sư, đều đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, từ lúc xuất đạo đến nay chưa từng thất bại. Lục Cận Phong ý thức được trận thế lớn như vậy, lại mời hẳn một đám lính đánh thuê đến để ngăn cản anh, đêm nay anh muốn thoát thân thực sự rất khó. Hiện tại anh cũng chỉ có thể hy vọng Hạ Vũ có thể nhanh chóng tìm được vị trí của hai người Tô Yên. Vết thương ở chân của Lục Cận Phong vẫn chưa lành, nhưng anh lại không hề hoảng sợ, anh bình tĩnh lấy cuộn băng gạc ở trên xe ra rồi cuốn chặt miệng vết thương ở đùi lại rồi buộc chặt lại. Lục Cận Phong xuống xe đi đến trước xe, dù bên anh chỉ có một người, nhưng khi đối diện với 8 tên lính đánh thuê, khí thế của anh cũng không yếu hơn chút nào. Phải đánh một trận sao? Lục Cận Phong lạnh lùng hỏi. Jackson cũng không thừa lời, nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, đại ca Lục, có người đưa tiền muốn mua mạng của mày. Lục Cận Phong chậm rãi sắn ống tay áo lên, nước mưa nhanh chóng làm ướt hết quần áo trên người anh, giọt nước mưa chảy dọc theo sườn mặt lạnh lùng của anh rồi rơi xuống đất. Khi giọt nước mưa từ chóp mũi nhỏ xuống đất, khuôn mặt Lục Cận Phong càng lộ ra mấy phần lạnh lùng, kiêu ngạo mà lại bá đạo nói, vậy thì để xem các người có cái bản lĩnh này không đã. Cùng tiến lên đi, ông đây đang rất vội. Một người đấu với 8 người Hùng Sư, còn chưa từng có người nào kiêu ngạo như vậy. Đám người của Jackson cũng bị chọc giận. Đột nhiên tất cả cùng ra tay, bắt đầu giao chiến. Lục Cận Phong gấp gáp nên chiêu thức cũng không quá hoa mỹ, tất cả đều là chiêu thức liều mạng. Chiêu thức chí mạng. Cả hai chiếc xe đều bật đèn pha, mưa càng ngày càng nặng hạt. Lục Cận Phong và 8 người Hùng Sư giao thủ, bóng người thay đổi liên tục. Giọt nước văng khắp nơi trên mặt đất, rất nhanh nước mưa đã bị màu máu dần dần nhuộm đỏ. Không phân biệt được là máu của ai. Lục Cận Phong bị đánh mạnh vào ngực, lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng một chân khuỵu xuống, một tay chống trên mặt đất mới có thể giữ vững thân thể. Một giọt máu chảy dọc theo sợi tóc của Lục Cận Phong rơi xuống đất, rồi nhanh chóng bị hòa tan. Con người của Lục Cận Phong dần dần bị máu nhuộm thành màu đỏ, lúc ngẩng đầu lên trong mắt khát máu như một con mãnh hổ. Hùng Sư chỉ là vua của một thảo nguyên, mà mãnh hổ lại là vua của muôn loài thú. Tất cả đều đứng lên cho tao. Lục Cận Phong điên cuồng gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên phát động tấn công, tốc độ cực nhanh, từng quyền từng cước giải quyết từng người xông lên, sau đó lại nhanh chóng tấn công Jackson, tay siết chặt cổ của Jackson,
chỉ cần dùng lực mạnh một chút là có thể bẻ gãy cổ của gã ta. Sắc Sơn kinh hãi, phản ứng nhanh chóng, hai tay phản kích, bắt lấy tay của Lục Cận Phong. Cùng lúc đó, cầu Nhị Tiên, mưa rất lớn, xung quanh cũng không có người nào. Trần Tố Anh đã chạy tới. Chương 353, Lâu Doanh giả dạng thành Tô Yên. Trần Tố Anh liếc nhìn xung quanh đến người còn chẳng có ai nào đâu có con nít gì. Trần Tố Anh gọi đến số trước đó, nhưng lại là một không tồn tại. Bé Tư à, con ở đâu, bà nội thực xin lỗi con. Trần Tố Anh tự trách nói thầm. Vừa rồi ra ngoài vội vàng, Trần Tố Anh cũng không cầm theo ô, vừa đứng dưới mưa một lúc cả người bà đã ướt sũng. Trong lúc Trần Tố Anh không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là một số lạ, đây là số ảo. Trần Tố Anh nào có để ý gì số má ra sao, lập tức nhận điện thoại, có phải các người đã mang cháu tôi đi rồi không, các người muốn sao cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Vẫn là một giọng nữ khàn khàn qua điện thoại, tôi không cần tiền của bà, tôi cần mạng của bà kia, bà cũng bằng lòng cho sao. Giọng nữ khàn đặc đến mức làm người ta ớn lạnh cả sống lưng. Trong chốc lát cổ họng Trần Tố Anh như bị ai đó bóp nghẹt, rằng co trong lòng mấy giây, bà quả quyết nói, các người muốn mạng của tôi thì cứ lấy đi, Trần Tố Anh tôi đã sống nửa đời người cũng đủ rồi, các người trả cháu trai lại cho tôi. Người bên đầu dây bên kia bật cười, tiếng người làm người ta sởn cả tóc gáy. Thật là cảm động quá đi. Người trong điện thoại che miệng cười một lúc rồi nói, Trần Tố Anh, trước kia bà luôn không để tôi vào mắt, ngược lại lại nhìn Trúc Tô Yên làm con dâu nhà họ Lục, bi kịch của tôi. Tôi đi đến bước đường như ngày hôm nay, có công lao của bà đấy, muốn đưa cháu trai về thì giờ bà lên cầu đi, lên cây cầu trước mặt ấy, ngay. Cô là Nhã Chân, Trần Tố Anh ngạc nhiên không thôi, Nhã Hân, sao cháu lại trở thành thế này, dưa hái xanh không ngọt, thằng con cứng đầu của bác không thích cháu, nó thích Tiểu Yên, sao cháu lại không thể nghĩ thông được chứ, đừng để những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, cháu như vậy là không đúng đâu, cháu sẽ tự hại mình đấy. Bớt nói nhảm đi. Muốn cháu trai thì lập tức lên cầu cho tôi, mau lên. Người đầu dây bên kia sốt ruột giống lên. Được được được, giờ bác đi. Lời vừa dứt thì điện thoại của ngắt. Trần Tố Anh cũng không để ý, chỉ có thể làm theo lời đối phương, bà ấy đi lên cầu, đứng trong mưa, gió lạnh thổi qua làm cả người bà phát run. Bên dưới cây cầu là dòng sông chảy xiết, Trần Tố Anh đứng đó đợi. Ở nơi khác, Tô Yên cũng lái xe đến cầu Nhị Tiên. Chỉ là vị trí chính xác mà bên kia đưa cho cô cách chỗ Trần Tố Anh còn hơi xa. Một người ở bên cầu, một người đối diện cầu. Đêm xuống lại thêm mưa rơi làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tô Yên cũng không nhìn thấy Trần Tố Anh, giờ trong đầu cô chỉ toàn là bé Tư. Sau khi xe của Tô Yên dừng lại không, một chiếc Mercedes-Benz khác cùng mẫu cũng dừng cách đó vài trăm mét. Người trong xe chính là Lâu Doanh. Quần áo Lâu Doanh mặc giống hệt Tô Yên, ngay cả đầu tóc cũng làm giống hệt. Mà gương mặt của Lâu Doanh phản chiếu qua gương cũng trở thành giống hệt Tô Yên. Đây là thứ Lâu Doanh cất kỹ, đồng thời cũng là bí quyết cứu mạng của cô ta, chiếc mặt nạ da người. Cái này không phải làm từ da người thật, nếu làm từ da người thật bản thân cô ta cũng cảm thấy đáng sợ nào dám đắp lên mặt. Lâu Doanh nhìn mình trong gương, lúc trước khi làm nhiệm vụ cô cũng giả dạng, chuyện này thực sự là thường như cơm bữa, có điều giả dạng thành dáng vẻ của Tô Yên có phần khó xử. Lâu Doanh kiểm tra tai nghe giấu trong quần áo của mình, thử hiệu ứng, alo alo, chị nghe được lời em nói không? Ở một xe khác, Tô Yên nghe được giọng của Lâu Doanh qua tai nghe giấu trong quần áo, đáp lại, ừ, nghe được, em đến rồi à? Cách chỗ chị dừng mấy trăm mét, Lâu Doanh hỏi, đối phương đã gửi tin đến chưa? Lời vừa dứt thì điện thoại của Tô Yên hiện lên tin nhắn, nội dung trong tin nhắn là kêu Tô Yên vào quán bar bên cạnh. Tô Yên nhìn sang bên cạnh. Quả thật là có một quán bar, chẳng qua là không phải loại phồn hoa náo nhiệt mà vô cùng thê tiêu điều, cửa cũng đóng lại không hề mở ra làm ăn. Tô Yên chuyển tin nhắn cho Lâu Doanh, đối phương kêu vào quán bar, em thấy quán bar chưa? Lâu Doanh nhìn ra ngoài xe, dạ, em thấy rồi, vậy em vào trong. Tô Yên nhắc nhở, Lâu Doanh, cẩn thận chút, có nguy hiểm gì thì gọi chị. Trong quán bar chắc chắn sẽ có chuyện lạ, Tô Yên vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Lâu Doanh. Lâu Doanh nói đùa chị, nếu em còn không đối phó mà kêu chị cứu thì khác nào dâng thêm mạng, chị yên tâm đi, những năm này em lăn lộn không phải công cốc đâu, có tình cảnh nào mà em chưa từng gặp qua, chị mau đi cứu đứa bé đi. Tô Yên đáp, chị chủ yếu là lo lắng cho IQ của em chứ không phải lo lắng về khả năng đánh đấm của em. Lâu Doanh,
chị yên tâm đi, một Tần Nhã Hân mà thôi, em còn không giải quyết được nữa sao, em vào trước đây, duy trì liên lạc, chị cũng có thể thấy được tình hình bên này của em mà tùy cơ hành sự. Ừ, lúc trước Tô Yên tìm Lâu Doanh bàn bạc xem phải đối phó thế nào, Lục Cận Phong nói đối phương chắc chắn sẽ tìm đến cửa, vậy thì cô cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Ý của Tô Yên vốn muốn để Lâu Doanh âm thầm đi theo là được rồi, Lâu Doanh lại đề xuất để em ấy đi thay cô. Tô Yên biết rõ, Lâu Doanh là người thích hợp, gặp phải chuyện gì, Lâu Doanh cũng dễ dàng thoát được, nhưng không thể loại trừ tất cả nguy hiểm, giờ chính là một ván cược. Nếu như đối phương thật sự là Tần Nhã Hân, vậy thì chắc chắn Tần Nhã Hân sẽ không nhân từ mà giao đứa bé ra, nhưng với cái trình độ hận cô đến thấu xương như Tần Nhã Hân thì cô ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Đây là cơ hội duy nhất cô có thể tìm được bé Tư. Lấy Lâu Doanh ra làm mồi nhử cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Lâu Doanh mở cửa xuống xe, cầm ô đi về phía quán bar. Cô ta bắt chước giọng nói, tư thế đi lại của Tô Yên, Tô Yên ngồi trong xe, nhìn Lâu Doanh đi tới, đi ngang qua xe cô, tới cửa quán bar. Chưa kể, kỹ thuật giả dạng của Lâu Doanh thực sự đỉnh cao, Tô Yên tự mình thấy còn không phân được rõ. Lâu Doanh quay đầu liếc nhìn về phía Tô Yên rồi đẩy cửa quán bar. Cửa không khóa, đèn bên trong mờ mịt không rõ, Lâu Doanh thu ô lại, tay cầm cán ô. Trong quán bar trống trơn, đừng nói là người, đến bóng quỷ còn không có. Lâu Doanh thấp giọng nói vào tai nghe, chị, bên trong không có người. Em đừng làm gì, tùy cơ hành động. Tô Yên vừa nói vừa quan sát xung quanh, nói không chừng Tần Nhã Hân đang ở gần đây. Hai bên sông có rất nhiều xe đậu, người ở trong xe âm thầm quan sát cũng không chừng. Lâu Doanh nghe theo lời của Tô Yên, làm theo cách địch không động ta cũng bất động. Trong quán bar vô cùng yên tĩnh, Lâu Doanh đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì có tiếng bước chân từ tầng 2 truyền xuống, nghe tiếng thì có 8 người. Lâu Doanh nhìn sang và thấy 8 kiểu đàn ông khác nhau đang tiến đến, 8 người đứng thành hàng trước Lâu Doanh, cúi xuống đồng thanh hô lên chị, chào buổi tối. Lâu Doanh. Thế này làm Lâu Doanh có cảm giác đến ba gọi dai, hận không thể hô một câu, gọi lại đi. Có đàn ông vạm vỡ, có loại thì khí chất tao nhã, còn có cả loại bảnh đến yêu nghiệt, có người thì mặc đồng phục, đeo kính ăn mặc nhã nhặn. Lâu Doanh không nhịn được nuốt nước bọt, tự nhủ, mẹ ơi, nay có diễm phúc thật đấy, người nào người nấy đều thích ghê. Tô Yên ở bên kia tai nghe nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lâu Doanh, nghi hoặc hỏi chuyện gì vậy. Lâu Doanh đè giọng nói, đối phương chuẩn bị cho em 8 tên giai bao, nói chuẩn ra là chuẩn bị cho chị. Lâu Doanh nhìn 8 người, chỉ thiếu chảy cả nước miếng, đưa tay không đứng đắn sờ người người đàn ông vạm vỡ, khen, da nhẵn thật đấy. Tô Yên, cô biết ngay Lâu Doanh không đáng tin mà. Trong quán bar có gắn camera giám sát, ở nơi khác, trong một chiếc xe, có người phụ nữ quấn băng gạc quanh mặt xem cảnh này ở quán bar. Nhìn thấy Lâu Doanh đưa tay trêu chọc người đàn ông cơ bắp, đôi mắt người phụ nữ thoáng lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó cô ta lập tức chế nhạo, Tô Yên, tôi biết ngay cô là loại đàn bà phóng đãng mà, Lục Cận Phong không có ở đây, thấy đàn ông là tớn cả lên rồi. Danh tiếng của Tô Yên cứ thế bị một hành động của Lâu Doanh hủy mất. Trong quán bar, Lâu Doanh đeo mặt nạ Tô Yên, đặt tay lên vai người đàn ông vạm vỡ, bắt đầu nói như chuyện thường, cậu trai trẻ, người ở đâu vậy? Sao lại làm thế này? Ai kêu các cậu đến? Bàn tay của Lâu Doanh thỉnh thoảng chạm vào người đàn ông cơ bắp, sau đó lại bắt đầu chọc ghẹo người đàn ông ăn mặc nhã nhặn, cậu trai trẻ nhìn đẹp trai ghê, lần đầu à? Người đàn ông ăn mặc nhã nhặn đỏ mặt xấu hổ đáp dạ. Tần Nhã Hân mời những người này về để hủy đi Tô Yên, nhưng giờ toàn cảnh lại thay đổi hoàn toàn, Tần Nhã Hân mời những người này, ngược lại bị Lâu Doanh trêu chọc. Tô Yên nghe được những lời chọc ghẹo người khác của Lâu Doanh qua tai nghe thì nâng trán, mặc niệm trong lòng, xem như không nghe thấy gì. Chương 355, Tô Yên giết Trần Tố Anh. Sau khi xong việc, trong quán bar vang lên tiếng khóc nức nở. Lâu Doanh ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc và hút một ngụm một cách thành thạo. Những người đàn ông không phải đều quen xong chuyện châm một điếu thuốc sao? Lâu Doanh thật sự đã học được cái tinh túy của điều này. Vạn nhất vừa thấy, tiếng khóc nức nở càng to hơn. Câm miệng. Lâu Doanh cảm thấy quá ồn ào, đôi mắt xinh đẹp ngước lên, nhìn anh với ánh mắt dữ tợn. Vạn nhất nắm rìa áo, thút thít, trông như một cô bé bị bắt nạt, uất ức tội nghiệp. Không, anh chính là bị bắt nạt rồi. Lâu Doanh, con mẫu dạ xoa này, cũng quá, vạn nhất thật sự nói không nên lời,
làm ra bộ dạng vô cùng đau đớn, cắn một miếng mu bàn tay của mình, sự trong trắng 30 năm nay của tôi, cứ thế mà bị cô hủy hoại. Lâu Doanh, cô lấy miếng khăn giấy chùi miệng, một bộ dạng đã ăn sạch sành xanh, bước đến bên Vãn Nhất, tối sầm mặt nói, khóc gì khóc, bổn tiểu thư còn chưa nói sẽ không chịu trách nhiệm, đã là người của tôi rồi, sau này cùng lắm bổn tiểu thư bảo vệ ngươi. Chỉ bảo vệ thôi sao? Vãn Nhất đắp áo lên đầu, che mặt lại, khóc một cách thảm thiết, đúng là không có lương tâm mà, con trai nhà lành bị hủy hoại rồi, ngay cả một cách nói cũng không có, sao tôi đi gặp cha mẹ đây, không còn mặt mũi để sống nữa. Lâu Doanh cũng bị làm cho đơ người, khúc này thông thường đều xuất hiện trong phim, cô gái bị làm bẩn rồi, cô gái sẽ kêu trời kêu đất, tìm đến cái chết. Vãn Nhất một trai thẳng như vậy, lại học điều này cực kỳ giống. Lâu Doanh nhìn Vãn Nhất không buông không tha, cảm thấy có chút phiền hà, cũng có chút có lỗi, cô khẽ mím môi, suy nghĩ nên giải quyết như thế nào. Phía sau áo, Vãn Nhất dùng khóe mắt lén nhìn Lâu Doanh, thấy cô vẫn chưa dính bẫy. Lại tiếp tục la to một tiếng, tôi không còn trong sạch nữa, sau này còn có cô gái nào chịu gả cho tôi nữa, tôi có lỗi với tổ tiên, gia đình chăm họ sắp tuyệt hậu rồi, tôi đây đã tạo nghiệp gì chứ? Lâu Doanh móc móc lỗ tai, đừng la nữa, nếu như ngươi thật sự không cưới được ai, bổn tiểu thư cưới ngươi. Vừa nghe câu này, Vãn Nhất vén áo trên đầu, động tác đó thật sự có chút giống với vén khăn đội đầu của cô dâu. Vãn Nhất nhìn Lâu Doanh, cô muốn tôi ở rể ư? Sao, không thích à? Lâu Doanh lạnh lùng cười một tiếng, bổn tiểu thư đồng ý cưới ngươi, đã là tốt lắm rồi, ngươi không đồng ý cũng được, tôi đưa anh đi gặp tổ tiên anh, để tránh anh lại đau lòng như vậy. Vãn Nhất khẽ nheo mắt, đang suy nghĩ, vài giây trôi qua, anh như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi sofa, ở rể cũng được, khi nào cưới tôi? Lâu Doanh thấy Vãn Nhất đồng ý một cách nhanh như thế, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nghĩ lại chuyện này đích thực là cô đã ăn sạch người ta, cô không thể làm một cha nữ phủi bỏ trách nhiệm. Thay đồ đàng hoàng, chuyện cưới anh, ngày mốt nói tiếp, tôi đi kiếm chị tôi trước. Lâu Doanh, đừng nghĩ đến việc quay xe phủi bỏ trách nhiệm. Vãn Nhất đột nhiên nắm lấy tay Lâu Doanh, cô mà không chịu trách nhiệm, tôi sẽ đem chuyện hôm nay cô làm với tôi đồn ra ngoài, để người khác biết cô cha thế nào, tôi xem sau này cô làm sao lăn lộn trên giang hồ. Lâu Doanh cắn răng, Bạch Trảm Kê, ngươi mà dám đồn ra ngoài, bổn tiểu thư cũng đem chuyện ngươi thích con trai đồn ra. Lời buông ra miệng, Lâu Doanh phản ứng lại, vỗ nhẹ vào đầu, đúng rồi anh không phải thích con trai sao? Sao ban nãy lại có phản ứng? Vành tai Vãn Nhất soạt một cái đỏ ửng lên, lời nói của Lâu Doanh quá bộc bạch. Tôi trai gái đều được không được sao? Vãn Nhất một khi nghĩ tới sự phóng khoáng khi nãy của Lâu Doanh, mùi vị chuyện nam nữ, lập tức máu nóng sục sôi. Anh là một đàn ông chân chính, sao mà chịu được thử thách cửa ải mỹ nhân? Mà điều khiến anh không ngờ tới là, Lâu Doanh lại là lần đầu tiên. Phong cách thường ngày của Lâu Doanh quá hào phóng, cũng thường thốt ra một số lời trêu ghẹo người khác, Vãn Nhất tưởng rằng Lâu Doanh nhất định là người có kinh nghiệm phong phú, cho nên khi ban nãy gặp phải trở ngại, anh đã rất kinh ngạc. Kinh ngạc xong thì mừng như điên. Trong quan niệm của Vãn Nhất, nếu anh ta không thể để cô gái đó mặc lên bộ áo cưới, thì anh chắc chắn sẽ không đụng. Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến, người đó sẽ là Lâu Doanh. Lâu Doanh giơ ngón cái lên, anh giỏi, nhưng tôi đề nghị anh nên tập thể dục nhiều hơn. Vãn Nhất, câu cuối này tuyệt đối là đả thương lớn nhất đối với một đàn ông. Vãn Nhất không nhịn được phản bác lại, người van xin ban nãy là cô đó. Lâu Doanh, nhìn đi, đây mới là hậu quả của việc tổn thương nhau. Lâu Doanh lặng lẽ quay đầu đi ra ngoài. Cuối cùng Vãn Nhất nhìn vệt đỏ tươi trên ghế sofa một cái, vẻ mặt tràn đầy sự no nê, rồi đi theo Lâu Doanh ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn mưa. Trước cửa quán ba lạnh lẽo vô cùng, Lâu Doanh cũng không liên lạc được với Tô Yên. Tô Yên theo sau xe của Tần Nhã Hân không xa, xe của Tần Nhã Hân đã ngừng lại, một cô gái từ trong xe bước ra, đi thẳng lên cây cầu. Tô Yên vốn dĩ không có tập trung sự chú ý vào người cô gái đó, khi một tia sấm sét đánh xuống. Cô gái đó quay đầu nhìn qua phía cô một cái, Tô Yên mới nhìn rõ mặt của người đó, cả người cô bỗng chốc sững sờ. Cô gái bước ra từ trong xe Tần Nhã Hân, lại có một khuôn mặt giống y như đúc với cô. Người đó lần nữa quay lưng tiếp tục đi lên cầu, Tô Yên nhìn cây cầu một cái, từ xa cô chỉ có thể thấy thật sự có một người đang đứng trên cây cầu, cụ thể là ai, thì cô không thấy rõ. Trần Tố Anh lúc này đã đứng trong mưa rất lâu, không có lệnh của đối phương, bà cũng không dám đi.
không gặp được đứa bé, bà không cam tâm. Chính vào lúc này, Trần Tố Anh thấy đầu cầu có một người bước lại gần, sau khi nhìn rõ mặt, bà đã vô cùng kinh ngạc, Tiểu Yên, sao con đến rồi? Mẹ làm mất đứa bé rồi, mẹ có biết con đau khổ lắm không? Mẹ có lỗi với con, Tiểu Yên, bé Tư mất rồi, mẹ cũng rất đau khổ. Mẹ đau khổ, vậy sao mẹ không đi chết đi? Chỉ nói thôi thì được cái gì, mẹ đi chết đi. Tiểu Yên, Trần Tố Anh bị Tô Yên trước mặt dọa sợ, bà vừa la lên một tiếng, đột nhiên, bụng truyền đến cơn đau nhói, một con dao đâm thẳng vào cơ thể Trần Tố Anh. Trần Tố Anh nhìn Tô Yên trước mặt một cách khó tin, đau đớn chậm rãi ngã xuống đất Tiểu Yên. Lại một nhát dao vào bụng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ cả một mặt đất, Trần Tố Anh nắm chặt cánh tay của đối phương, trong mắt bà toàn sự kinh hoàng. Trần Tố Anh đã thốt không nên lời, cũng vào lúc này, bà đột nhiên thấy đầu bên kia cây cầu, cũng đang có một Tô Yên đang đứng, sự kinh hoàng trong đôi mắt ấy không nói cũng biết. Người giết Trần Tố Anh, chính là người do Tần Nhã Hân sắp đặt. Tô Yên nhận ra có gì đó không ổn lập tức chạy qua, nhưng lại trễ một bước, cô hoảng sợ nhìn Trần Tố Anh ngã xuống. Mẹ! Tô Yên vừa chạy tới, lập tức bị đánh mạnh vào đầu, cô ngã xuống mặt đất đọng nước, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Trần Tố Anh cũng co giật hai cái trên đất, đôi mắt trợn to, sau đó không động đậy nữa. Cô gái giết Trần Tố Anh đưa tay thử hơi thở của Trần Tố Anh, xác định là không còn hơi thở nữa mới bước về phía cây cầu. Vạn Nhất và Lâu Doanh vừa đúng tới nơi, Lâu Doanh nhìn thấy người lập tức la lên chị. Người đó nghe thấy giọng của Lâu Doanh, vội vàng nhảy xuống sông chạy trốn. Lâu Doanh khẽ sửng sốt, Vạn Nhất bấy giờ thấy Trần Tố Anh trên cầu, vô cùng hoảng hốt, gì Trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.